MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến thần bất tử tập 155. Đây chính là vị hôn phu của ngươi. Diệp Trần quay đầu nhìn về phía Trác Thanh Vận, sắc mặt kinh ngạc nói. Trác Thanh Vận cắn môi dưới, không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu một cái, trong hốc mắt nước mắt cũng không còn cách nào nhẫn nại, từng khỏa rơi xuống. Ngay trước cái này dã nam nhân mặt, lại còn dám khóc. Yến Tam, ngươi đi đem cái này tiện nhân bắt về cho ta. Phía trước cái kia xấu xí nam tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Đứng ở cái này xấu xí bên người nam tử vài tên hộ vệ, trực tiếp bước ra một người, nhanh chân hướng về Diệp Trần hai người đi tới, đạo Trác cửu tiểu thư, đắc tội. Oanh! Tên hộ vệ này, hướng về phía Trác Thanh Vận, long khoảng không một chảo. Một cỗ gò bó sức mạnh, trực tiếp xuất hiện tại Trác Thanh Vận trên thân, nhưng Trác Thanh Vận cũng không còn cách nào chuyển động. Chậm đá, Diệp Trần hai tay vỗ, một chiêu huyết khiếu trưởng trực tiếp đánh ra, đem tên hộ vệ này chiêu số đánh gãy. Đem Trác Thanh Vận bảo hộ ở sau lưng, Diệp Trần đạo, Trác cô nương là bằng hữu của ta, các ngươi có chuyện, cố gắng nhất dễ nói, không nên động thủ. Ngươi thì tính là cái gì? Cái kia xấu xí nam tử, nhìn thấy Diệp Trần đem Trác Thanh Vận bảo vệ, lập tức nổi trận lôi đình, lớn tiếng giận mắng. Nhìn xem cái này xấu xí nam tử bộ dáng, Diệp Trần sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Hiện tại hắn mới xem như minh bạch, vì cái gì Trác Thanh Vận nâng lên lấy chồng một chuyện, sẽ có vẻ thương tâm như thế. Nàng vị hôn phu này, thực sự có chút quá không được bộ dáng. Đối với bọn hắn những thứ này thần đạo võ giả mà nói, dung mạo xấu xí cũng không phải vấn đề, có thật nhiều phương pháp có thể sửa đổi dung mạo. Huống chi, Trác Thanh Vận bản thân cũng là một tôn thần đạo võ giả, có sao lại để ý phu quân mình phải trang tuấn mỹ. Nhưng mà nàng vị này vị hôn phu, ngoại trừ dung mạo xấu xí, tính khí này càng là lớn đến kinh người, cơ hồ chính là một cái hoàn toàn không nói đạo lý hỗn đản, ai gả cho hắn, tuyệt đối là đổ tám đời hỏng bét. Diệp Trần, hắn gọi Yến Vân Huyễn, chính là Yến tộc thiếu tộc trưởng, bởi vì tu luyện thiên thiểm công, tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới đã biến thành cái dạng này. Trước đó, hắn cũng là một cái trẻ tuổi tuấn kiệt, chỉ là tẩu hỏa nhập ma sau đó, hắn không thể nào tiếp thu được, cho nên mới đã biến thành dưới mắt cái bộ dáng này. Trác Thanh Vận đứng tại Diệp Trần sau lưng, thấp giọng nói. Yến tộc, Diệp Trần hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên biết Yến tộc tồn tại, bởi vì, này Yến tộc, là Vũ Hoàng Vương Chiêu bên trong, thực lực không giống như thánh tộc kém bao nhiêu một cái đại tộc. Yến Vân Huyễn thân là thánh tộc thiếu tộc trưởng, thân phận địa vị, cực kỳ tôn quý. Bất quá lấy Diệp Trần đối với Trác Thanh Vận hiểu rõ, Trác Thanh Vận tuyệt không phải loại kia tham đồ phú quý người, bằng không mà nói, Trác Thanh Vận há lại sẽ trở thành bộ binh đội trưởng, xung phong đi đầu, cùng gian ác võ giả chiến đấu. Cho nên, Diệp Trần nhịn không được thấp giọng dò hỏi, Trác cô nương, ngươi đối với người này, hẳn là mười phần không vui, vì cái gì lại lựa chọn muốn gả cho hắn? Cái này, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, Trác Thanh Vận do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đem tình hình thực tế cáo chi Diệp Trần, hiển nhiên là sợ liên lụy Diệp Trần. Giống như là trước kia, Trác Thanh Vận giả ra hào phóng bộ dáng, vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, từ Diệp Trần bên cạnh đi ra ngoài, đạo ta lần này ra ngoài, chỉ là tới gặp người bằng hữu mà thôi, bây giờ như là đã gặp qua, tự nhiên hẳn là lập tức trở lại. Yến Vân Huyễn, ngươi nếu là còn như vậy hung hăng cản quấy, ta sẽ tự mình đem việc này, bẩm báo cho vực chủ đại nhân, nhường hắn tới định đoạt chuyện này. Ít cầm vực chủ tên tuổi tới dọa ta không sợ. Yến Vân Huyễn trong miệng quát to, mặc dù biểu hiện vẫn mười phần ngạnh khí, nhưng mà Yến Vân Huyễn nói như vậy, nói rõ đã có chút khiếp đảm. Hiu, Trác Thanh Vận hướng về phía Diệp Trần miễn cưỡng nở nụ cười, thân ảnh nhoáng một cái, hướng thẳng đến vực thành bay đi. Tiểu tử, sau này ngươi nếu là còn dám tới gần ta nương tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Vân Huyễn nhìn chằm chằm Diệp Trần, lạnh lùng uy hiếp một câu, chợt theo sát lấy Trác Thanh Vận bay đi. Rất nhanh, đầu này cực lớn huyền quy trước mặt, chỉ còn lại có Diệp Trần một người. Diệp Trần sắc mặt âm trầm, nhưng mà cuối cùng lại cũng chỉ là lắc đầu, chậm rãi bay lên, hướng về Nguyên Thủy Tông trụ sở bay đi. Trác Thanh Vận sự tình, hoàn toàn chính xác nhường Diệp Trần có chút nổi nóng. Nhưng mà liền Trác Thanh Vận bản thân, cũng không muốn Diệp Trần nhúng tay chuyện này, Diệp Trần dù cho muốn giúp nàng, cũng không biết từ đâu giúp lên. Ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên. Nguyên Thủy Tông trụ sở bên ngoài,
Một đám vực chủ phủ thị vệ đã tới cửa ra vào, một cái đội trưởng đội thị vệ cầm trong tay một phần thiệp mời, cung cung kính kính đem thiệp mời đưa đi lên. Công tử nhà ta cố ý mời Diệp Trần công tử đi tới vực chủ phủ tiểu tụ. Tụ hội sự tình, hôm qua Trác Tuấn đã cùng Diệp Trần nói qua, liền Diệp Trần cũng không nghĩ đến, hôm nay Trác Tuấn sẽ cố ý sắp xếp người đem thiệp mời đưa tới. Bất quá, không thể không nói, trịnh trọng như vậy chuyện là an bài, ngược lại để người có một loại được coi trọng cảm giác. Dù cho là Diệp Trần, cũng không thể không ở trong lòng âm thầm than, vị này Trác Tuấn công tử, hoàn toàn chính xác không hổ là phủ thành chủ bồi dưỡng ra được tinh anh, nhất cử nhất động, tất cả đều có cố định chương pháp ở trong đó. Hảo, chúng ta đi thôi, tiện tay đem thiệp mời tiếp nhận, Diệp Trần cũng không có khách sáo cái gì, trực tiếp theo những thị vệ này, hướng về vực chủ phủ đi đến. Vực chủ phủ chính là đông vực vực thành nội, lớn nhất kiến trúc, lớn như vậy vực chủ phủ, càng là chia làm nội phủ cùng bên ngoài phủ hai bộ phận. Trác Tuấn mời Diệp Trần địa điểm tụ họp, trở thành tại vực chủ phủ bên ngoài trong phủ một chỗ thủy tạ phía trên. Cái này một mảnh thủy tạ, xây dựng vô cùng có đặc sắc, mỗi một tòa thủy tạ, đều tu kiến trở thành hoa sen bộ dáng, từ ngoại giới nhìn qua, giống như một đóa hoa sen nở rộ đồng dạng. Mà tham gia lần này tụ hội võ giả, an vị tại những này hoa sen thủy tạ trung ương, bên cạnh đều có thị nữ phụ trách phục dịch. Diệp Trần chạy tới nơi này thời điểm, Trác Tuấn đã chào hỏi mấy vị khách nhân, tiến nhập thủy tạ ở trong. Ha ha, Diệp huynh, ngươi thế nhưng là tới trễ, chờ sau đó nhất định muốn phạt rượu ba chén. Nhìn thấy Diệp Trần đến, Trác Tuấn lấy chủ nhân thân phận, cười mái chèo Trần đón vào một cái chỗ hoa sen trong thủy tạ. Diệp Trần cười tùy ý cùng Trác Tuấn trao đổi vài câu, chợt yên tâm ngồi ở tòa này thủy tạ bên trong, lặng lẽ quan sát khác thủy tạ bên trong khách nhân. Có tư cách bị Trác Tuấn mời tới này khách nhân, đương nhiên không hề tầm thường, Diệp Trần nhìn một cái, lập tức phân biệt ra được, hôm nay tới chỗ này khách nhân, tất cả đều là danh liệt đông vực phong vân bảng người trên vật. Hơn nữa, những người này, tại đông vực phong vân bảng bên trên, xếp hạng tất cả đều tại 6.000 tên trở lên. Giống như là Đỗ Uy bực này xếp hạng 7.500 tên võ giả, cũng không có tư cách đến đây tham gia lần này tụ hội. Ha ha, Trác Tuấn công tử, ta không có tới chê a. Diệp Trần đi tới không lâu về sau, bên tai rốt cuộc lại đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc. Nghe được cái này âm thanh, Diệp Trần lông mày lập tức nhăn lại, hướng về thủy tạ cửa vào nhìn lại. Quả nhiên, bây giờ chạy tới nơi này nhân, bỗng nhiên chính là đêm qua đem hắn luôn mồm gọi là dã nam nhân vì kia Yến Vân Huyễn, Yến công tử. Yến Vân Huyễn chính là Yến tộc thiếu tộc trưởng, cho nên mặc kệ thực lực của hắn mạnh yếu, chỉ là hắn thân phận này, liền đầy đủ đến đây tham gia lần này tụ hội. Hôm nay có nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt ở vào ở đây, Yến Vân Huyễn biểu hiện cũng không giống hôm qua điên cuồng như vậy, chỉ là hắn quét bốn phía ánh mắt, vẫn tràn đầy âm lệ. Nhất là ánh mắt của hắn liếc nhìn đến Diệp Trần thời điểm, càng là sắc mặt khẽ giận mình, chợt lộ ra một cố tức giận thần sắc, đưa tay chỉ Diệp Trần đạo, Trác Tuấn, loại người này, như thế nào cũng có tư cách tham gia hôm nay tụ hội, lập tức cho ta đem hắn đuổi đi ra. Trác Tuấn thần sắc khẽ biến, hướng về Diệp Trần vị trí liếc mắt nhìn, mày nhăn lại đạo, thiếu tộc trưởng, vị này Diệp Trần công tử, chính là ta tự mình mời tới quý khách, ngươi nếu là cùng hắn có cái gì ân oán lời nói, còn xin tạm thời gác lại một bên. Yến Vân Huyễn sắc mặt âm lãnh, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Trần rất lâu, mới mang theo một thân này sát khí, đi về phía một bên một tòa thủy tạ ở trong. Yến Vân Huyễn thân là Yến tộc thiếu tộc trưởng, bản thân cũng là một cái nhân vật thiên tài, đương nhiên là có tư cách tham gia hôm nay tụ hội. Diệp Trần cảm nhận được Yến Vân Huyễn đối với mình sát ý, bất quá nhưng lại không có bất kỳ động tác gì. Đây là vực chủ phủ, ở đây làm to chuyện, đó là đối với vực chủ bất kính, cho nên Diệp Trần cũng không muốn ở đây động thủ, liền xem như Yến Vân Huyễn thân là Yến tộc thiếu tộc trưởng, chỉ sợ cũng đồng dạng không dám ở nơi này động thủ. Cho nên, Diệp Trần đối với Yến Vân Huyễn, cũng không có bao nhiêu lo nghĩ, ngược lại bắt đầu suy tư, Trác Tuấn mời nhiều người trẻ tuổi tài tuấn, tham gia lần này tụ hội nguyên nhân. Hôm nay vực thành nội, kỳ thực thiên tài cao thủ số lượng rất nhiều, chỉ là đông vực phong vân bảng lên cao thủ, số lượng liền vượt qua mấy trăm nhiều. Mà không có ở vào đông vực phong vân bảng cao thủ, số lượng thậm chí nhiều hơn. Cái này đông vực phong vân bảng, dù sao chỉ là niên kỷ không đến 50 tuổi trở xuống trẻ tuổi võ giả mới có thể lên bảng danh sách, cho nên ở vào trên bảng danh sách võ giả, mặc dù danh xưng thiên tài, nhưng mà đối với toàn bộ tiềm long thế giới mà nói, nhưng bây giờ không tính là gì. Chân chính có thể ảnh hưởng đến đông vực võ giả,
ít nhất cũng muốn là Nguyên Thủy Tông trưởng lão cái cấp bậc đó cao thủ. Lần này các tông môn tụ hội, loại cao thủ cấp bậc này, số lượng thế nhưng là tương đương nhiều, chỉ một cái Nguyên Thủy Tông, liền phái ba vị trưởng lão đến đây vực thành, khác mỗi cái tông môn, điều động tới cao thủ, số lượng cũng tuyệt đối không thiếu. Trừ cái đó ra, Nguyên Thủy Tông bên trong, thế nhưng là còn mặt khác phái Lạnh Tinh, Nhan Trước chờ ba người. Ba người này, thực lực tuyệt đối tại Diệp Trần bọn người phía trên, chỉ là niên kỷ vượt qua 50 tuổi, cho nên mới không có danh liệt Đông Vực Phong Vân Bảng. Bằng không mà nói, Nhan Trước chờ người, tuyệt đối có thể xếp tới Đông Vực Phong Vân Bảng trước 100 bên trong. Nhưng mà như thế cường giả, chắc Tuấn lại một cái cũng không mời, lần này mời tới, phần lớn là giống Diệp Trần như vậy, tuổi còn trẻ, tuyệt không vượt qua 30 tuổi võ giả. Trong đó có mấy người, thực lực bản thân thậm chí còn không sánh được Đỗ Uy bọn người, thế nhưng lại cũng đồng dạng ngồi ở một bên thủy tạ phía trên. Mời dạng này một đám võ giả, đến đây nơi đây tụ hội, đến cùng có dụng ý gì? Ngay tại Diệp Trần âm thầm đoán thời điểm, thủy tạ bên ngoài, lại đột nhiên lại xuất hiện một đám thân ảnh. Chuẩn xác mà nói, hẳn là lại tới một vị khách nhân. Chỉ là vị khách nhân giá đỡ khá lớn, bên cạnh vậy mà mang theo một đám thị nữ, bởi vậy lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Diệp Trần cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, lần này tới, lại là một nữ tử. Hơn nữa nữ tử này, dáng dấp cực kỳ ôn nhu, trên thân chỉ mặc lấy một thân lụa mỏng chế thành quần áo, mượt mà hai vai, bụng bằng phẳng, hai chân thon dài, hết thảy đều lộ ra bên ngoài, không biết hấp dẫn bao nhiêu nam nhân ánh mắt. Một đôi trắng như tuyết trên mắt cá chân, càng là thắt hai cái tiểu xảo chuông đồng, nhường nàng này đi trên đường, dưới chân đinh đương vang dội, nổi bật đến cực điểm. Lại là vực chủ Phù Tuyết Lam công chủ, nghe nói vị này tiểu công chúa tính cách cực kỳ dã man, vô pháp vô thiên, không nghĩ tới hôm nay cũng sẽ đến đây tham gia lần tụ hội này. Phía trước nữ tử kia xuất hiện sau đó, Diệp Trần bên tai, lập tức truyền tới một tiếng bàn luận xôn xao âm. Thanh âm này, mười phần mịt mờ, liền Diệp Trần cảm giác mạnh, cũng bất quá miễn cưỡng nghe được. Diệp Trần lặng lẽ quét mắt một mắt bốn phía, lại phát hiện, bốn phía những kia tuổi trẻ tuấn kiệt, bây giờ người người ngồi ngay ngắn, căn bản nhìn không ra là ai trong bóng tối nói chuyện. Ninh Huynh nói cẩn thận, nơi đây chính là vực chủ phủ, nếu là Ninh Huynh mà nói bị người nghe qua, sợ rằng sẽ gây phiền toái. Vừa mới đó âm thanh chưa rơi xuống, lập tức lại vang lên một thanh âm. Diệp Trần giờ mới hiểu được, nước này tạ bên trong, lại có hai cái người quen, hơn nữa hai người phải cùng Diệp Trần cách biệt không xa, cho nên tự mình truyền âm trò chuyện, Diệp Trần mới có thể nghe trộm đến. Vị kia họ Ninh tuổi trẻ tuấn kiệt, tựa hồ rất có sức mạnh đạo, sợ cái gì, ta chứ ra mặc dù không bằng vực chủ phủ, thế nhưng là cũng không phải tùy ý người khác nắn bóp, dưới mắt ta chỉ nói là một chút lời nói thật mà thôi, chẳng lẽ vực chủ phủ cũng sẽ bởi vậy trách tội ta. Ninh Huynh nói cũng không sai, một cái thanh âm khác, lẩm bẩm một tiếng, lập tức tò mò mười phần đạo, Ninh Huynh, ta phía trước nghe người ta nói qua, lần này chắc tiểu công tử mời chúng ta tới đây, tựa hồ chính là vì cho cái này vị Tuyết Lam công chủ chiêu tế, không biết lời đồn đại này, có phải thật vậy hay không? Tin tức của ngươi ngược lại là linh thông, tin tức ta lấy được, cũng là như thế, vốn là ta còn có chút hoài nghi, bất qua nhìn thấy hôm nay người tới, lại lập tức xác định tin tức này, ngươi xem một chút hôm nay chắc Tuấn mời tới khách nhân, không phải chúng ta những thứ này đại tộc truyền nhân, chính là Đông Vực Phong Vân Bảng lên trẻ tuổi Tuấn Kiệt, cái này vị Tuyết Lam công chủ, hiển nhiên là muốn nhờ vào đó, tìm ra một cái ý trung nhân. Ai, đây chính là chúng ta những thứ này đại tộc truyền nhân bi ai, thân là võ giả, há có thể dạng này ham nhi nữ tư tình, nhưng mà vì tộc đàn, nhưng lại không thể không miễn cưỡng chính mình, hai người chúng ta, nhìn như phong quang, nhưng mà trên thực tế, e rằng còn không bằng ngồi bên cạnh vị này Diệp Trần công tử, hắn một thân một mình, so với chúng ta không biết tiêu sái gấp bao nhiêu lần, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giống như hắn tán tu võ giả, nếu là có thể trở thành Tuyết Lam công chủ vị hôn phu. Vừa vặn liên lụy vực chủ phủ, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Đinh lão đệ, ngươi cũng đừng nói hưu nói vượn, ta xem cái này gọi Diệp Trần, cũng không phải là gian ác người, nếu là thật cưới Tuyết Lam công chủ, đó mới là gặp vận đen tám đời. Ninh Huynh đây là ý gì, ngươi cũng thấy đấy, cái này vị Tuyết Lam công chủ xanh dạng này mềm mại mỹ mạo, mặc dù không có thể danh liệt Đông Vực Phong Vân Bảng, nhưng cũng là một tôn tương đối nổi danh thiên tài, liền xem như ta, đối với nàng cũng có chút động tâm. Đó là ngươi không biết cái này vị Tuyết Lam công chủ nội tình, ta thế nhưng là nghe nói, cái này vị Tuyết Lam công chủ, chỉ là nam sủng, liền vượt qua 10 cái, vực chủ phủ vốn là vì nàng đặt vị hôn phu,
chính là cương mới tới vị kia Yến tộc thiếu tộc trưởng Yến Vân Huyễn. Về sau Yến Vân Huyễn tẩu hỏa nhập ma, bộ mặt hoàn toàn thay đổi không nói, tính cách càng là đại biến, cho nên Tuyết Lam công chủ đại náo một trận, quả thực là ép vực chủ phủ bên trong đại nhân vật, sửa lại hôn thư, mặt khác chọn lựa vực chủ phủ bên trong một cái dòng thư nữ tử. Gả cho Yến Vân Huyễn, nói đến, cái này bàng chi nữ tử, mới là thật xui xẻo. Diệp Trần vốn là cũng là điềm nhiên như không có việc gì, tùy ý nghe bên tai truyền tới những âm thanh này. Hai vị kia trẻ tuổi tuấn kiệt, đàm luận, thật sự là không kiêng nể gì cả, tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng, bọn họ truyền âm, Diệp Trần có thể trực tiếp đoạn nghe. Nhưng mà nghe đến đó, Diệp Trần lại nhịn không được, thần sắc đại biến, người càng là bỗng nhiên đứng lên. Đến rồi bây giờ, hắn nơi nào còn có thể không đoán ra được, hai vị này trẻ tuổi tuấn kiệt trong miệng cái kia xui xẻo bàng chi nữ tử, không hề nghi ngờ, hẳn là Trác Thanh Vận. Thế hệ này đông vực vực chủ, tựa hồ chính là họ Trác. Mà Trác Tuấn, Trác Thanh Vận, rõ ràng chính là vực chủ phủ dòng chính hậu nhân. Diệp Trần dị thường, bị bốn phía không ít người chú ý tới, nhất là vừa mới chạy đến cái kia vị Tuyết Lam công chủ. Trác Tuấn vốn là đang muốn mang theo Tuyết Lam công chủ, hướng đi bên cạnh một chỗ thủy tạ, nhìn thấy bỗng nhiên đứng lên Diệp Trần, Tuyết Lam công chủ đôi mắt đẹp ở trong, lóe lên mấy phần kinh dị, chợt trắng như tuyết tay nhỏ, nhẹ nhàng bưng kín môi đỏ, thấp giọng cười nói, vị này hẳn là gần nhất tại vực thành nội đại xuất danh tiếng tuổi trẻ cao thủ Diệp Trần A, xem ra ta và vị này Diệp công tử, ngược lại là có chút hữu duyên. Vừa nói chuyện, Tuyết Lam công chủ bản thân, càng là hướng thẳng đến Diệp Trần chỗ ở thủy tạ đi tới, đi đến thủy tạ ở trong, hướng về phía Diệp Trần cười nói, Diệp công tử, không biết ta có thể hay không may mắn có thể cùng ngươi ngồi chung một chỗ, để cho ta cũng khoảng cách gần cảm thụ một chút, đồng vực bên trong xuất sắc nhất thiên tài trẻ tuổi phong thái. Loại thời điểm này, Diệp Trần có thể cự tuyệt đối phương sao? Đương nhiên không thể. Không nói trước vị này Tuyết Lam công chủ, chính là vực chủ phủ công chúa, chủ yếu hơn chính là, nàng một nữ nhân, hơn nữa dưới mắt còn biểu hiện 10 phần hữu lễ, Diệp Trần nếu là cự tuyệt đối phương, chẳng lẽ không phải có vẻ hơi hẹp hòi? Cho nên, Diệp Trần rất thẳng thắn đứng lên nói thỉnh. Tuyết Lam công chủ cười tủm tỉm tại Diệp Trần ngồi xuống bên người, một đôi tròng mắt, không ngừng tại Diệp Trần trên thân dò xét. Nơi xa, Trác Tuấn thấy cảnh này, nhưng trong lòng đã cười khổ không thôi. Hắn vì tỷ tỷ này đến cùng đức hạnh gì, hắn đương nhiên quá là rõ ràng nhất, nhưng mà hết lần này tới lần khác, Tuyết Lam công chủ biến thành hôm nay cái bộ dáng này, chính là có nguyên nhân khác, cũng chính là như thế, cho nên vực chủ phủ trên dưới, mới có thể đối với Tuyết Lam công chủ thể hiện ra cực lớn khoan dung. Bằng không mà nói, giống như là vực chủ phủ bực này quy củ xâm nghiêm chỗ, như thế nào lại dễ dàng tha thứ Tuyết Lam công chủ nhiều lần làm ô uế vực chủ phủ tập tục. Nhìn xem Tuyết Lam công chủ khôn khéo ngồi vào Diệp Trần bên cạnh, Trác Tuấn thực sự nhìn không được, nhỏ giọng hướng về phía Diệp Trần truyền âm nói, Diệp huynh, chờ sau đó nếu là ta tỉ tỉ đắc tội ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên sinh khí, sau này ta nhất định đích thân từ hướng ngươi bồi tội. Diệp Trần liếc qua Tuyết Lam công chủ, trong lòng mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng là bình tĩnh như trước hồi phục Trác Tuấn đạo, chỉ cần không phải quá phận, ta sẽ không cùng một nữ tử so đo. Tuyết Lam công chủ tựa hồ nghe được Trác Tuấn truyền âm, trên mặt lộ ra một bộ nhiều hứng thú thần sắc, một đôi thanh tú tay nhỏ, tại trước mặt trên cái bàn tròn, lấy ra một khối bánh ngọt, cười tủm tỉm rời khỏi Diệp Trần trước mặt, đạo, Diệp công tử, ngươi nếm thử khối này bánh ngọt, hương vị như thế nào? Bốn phía đám người, nhìn xem Tuyết Lam công chủ nhiều tự mình phục dịch Diệp Trần bộ dáng, lập tức sắc mặt cổ quái vô cùng. Bọn hắn mặc dù lớn đều đã sớm nghe nói qua có liên quan Tuyết Lam công chủ nghe đồn, nhưng mà hôm nay gặp mặt, mới biết được nghe đồn quả nhiên danh bất hư truyền. Vị này Tuyết Lam công chủ, trước mặt nhiều người như vậy, còn dám can đảm lớn mật như thế, huống chi là tự mình. Bất quá, bốn phía thủy tạ chính giữa đông đảo thanh niên tài tuấn, bây giờ phần lớn một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nhìn chằm chằm Diệp Trần hai người chỗ ở thủy tạ liếc nhìn. Trong đó không ít người, trong lòng thậm chí mơ hồ có chút ghen ghét Diệp Trần. Tuyết Lam công chủ danh tiếng mặc dù không êm tai, nhưng mà nàng lại đích đích xác xác là một vị mỹ nhân, có thể cùng dạng này một vị mỹ nhân có lần trước ra thịt gần gũi, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Cùng bốn phía đám người vẻ suy tư khác biệt, ngồi ngay ngắn ở mặt khác một chỗ thủy tạ bên trong Yến Vân Huyễn, bây giờ sắc mặt đã sớm biến khó coi vô cùng. Dừng tay cho ta, cuối cùng, Yến Vân Huyễn nhìn không được giống lớn một tiếng, hắn bản thân càng là vọt thẳng ra, thân ảnh nhoáng một cái, đã tới Diệp Trần hai người chỗ ở thủy tạ bên trong. Yến Vân Huyễn hai mắt,
Bây giờ đã biến xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, Yến Vân Huyễn trong miệng giận dữ hét, "Súc sinh, cút cho ta, ngươi không có tư cách cùng Tuyết Lam ngồi cùng một chỗ." Một cỗ cường đại khí tức từ Yến Vân Huyễn trên thân bảo phát đi ra, liền bốn phía thủy tạ cũng bắt đầu lay động. Xem ra Tuyết Lam công chủ đã từng cùng Yến Vân Huyễn đính hôn sự tình, đích xác là thật, nếu không, Yến Vân Huyễn hôm nay nhìn qua, cũng sẽ không dạng này phẫn nộ. Nhưng mà hai người bọn họ cũng chỉ là đã từng đính hôn mà thôi, bây giờ không phải là đã cải biến hôn thư sao, Yến Vân Huyễn cử động lần này, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Có gì không ổn, nói thế nào, Tuyết Lam công chủ đã từng suýt chút nữa trở thành Yến Vân Huyễn phu nhân, hắn lại há có thể trơ mắt nhìn xem Tuyết Lam công chủ cùng nam nhân khác thân mật. Ta xem vị này Yến tộc thiếu tộc trưởng, căn bản chính là chuyện bé xé ra to, tất nhiên hắn dạng này phẫn nộ, vì cái gì không đi đem trong truyền thuyết Tuyết Lam công chủ những cái kia nam sủng cho xử lý, ngược lại ở đây ngang ngược càn rỡ. Bốn phía đám người, phần lớn thần sắc bất động, chỉ là lặng yên truyền âm trò chuyện với nhau. Đối với bọn hắn mà nói, Yến Vân Huyễn đột nhiên ra sân, bất quá là nhường bầu không khí càng thêm náo nhiệt thêm vài phần mà thôi. Thiếu tộc trưởng, hôm nay chính là ta đem người mời tới, ngươi làm như vậy, tựa hồ có chút quá mức. Hừ lạnh một tiếng, Trác Tuấn từ đằng xa chạy tới, sắc mặt lạnh như băng nói. Nếu là đổi thành lúc khác, Trác Tuấn có lẽ còn có thể áp chế lại Yến Vân Huyễn, nhưng mà bây giờ, Yến Vân Huyễn ánh mắt, đã tất cả đều tập trung tại Diệp Trần cùng Tuyết Lam công chủ trên thân, vốn không có để ý Trác Tuấn nói tới. Trong miệng thở hổn hển, Yến Vân Huyễn mặt mũi tràn đầy tức giận đạo, Tuyết Lam, tiểu tử này căn bản không xứng với ngươi, nhường hắn cút ngay. Ta xem, hẳn là ngươi lăn mới đúng chứ. Một mực cười tủm tỉm Tuyết Lam công chủ, bây giờ lại biến mặt như băng xương, đứng lên lạnh lùng nói, hơn nữa giữa ngươi ta, sớm đã không còn bất kỳ quan hệ gì, ngươi dựa vào cái gì tới quản ta thích làm cái gì, thì làm cái đó, ưa thích nam tử kia, ngươi cũng không cách nào ngăn cản. Sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mặt Yến Vân Huyễn, Tuyết Lam công chủ khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười, trực tiếp quay đầu, hai tay khoác lên Diệp Trần hông, môi đỏ càng là giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, tại Diệp Trần trên môi, nhẹ nhàng gõ qua. Oanh! Lần này, không chỉ có bốn phía đám người, một mảnh xôn xao, Yến Vân Huyễn bản thân, trên thân càng là đột nhiên bốc lên một cỗ xanh biếc màu sắc khí tức, cả người giống như đã biến thành một tôn độc nhân, hướng về Diệp Trần, hung hăng một quyền đánh tới. Huyết khiếu trưởng, Diệp Trần thần sắc không thay đổi, một chiêu huyết khiếu trưởng, trực tiếp đánh đi qua. Cường hãn huyết khí, không những đem Yến Vân Huyễn đánh ra xanh biếc khí tức, đều thổi tan, liền Yến Vân Huyễn bản thân, cũng bị Diệp Trần một trường này, ép không ngừng lùi lại, cuối cùng thối lui ra khỏi tòa này thủy tạ trong phạm vi. Yến Vân Huyễn mặc dù có danh thiên tài, nhưng mà hắn lại ngay cả đông vực phong vân bảng đều không thể leo lên, thực lực so với Diệp Trần, đương nhiên kém rất nhiều. Diệp Trần rất nhẹ nhàng một trường, liền đem Yến Vân Huyễn bước lui. Bốn phía đám người, nhìn thấy Diệp Trần xuất trường, từng cái lập tức lẫm nhiên, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là mới toát ra nhân vật thiên tài, thực lực quả thật là đáng sợ. Tiềm long thế giới, tu thành thánh thể võ giả, số lượng cũng không phải ít. Nhưng mà có thể ngưng kết huyệt khiếu võ giả, số lượng lại hết sức thưa thớt. Diệp Trần dưới mắt mặc dù chỉ ngưng tụ một chỗ huyệt khiếu, thế nhưng là cũng làm cho hắn huyết khiếu trưởng, uy lực đại tăng. Yến Vân Huyễn thực lực vốn cũng không như lá trần, hắn tự thân càng là có tẩu hỏa nhập ma triệu chứng. Tại Diệp Trần trước mặt, đương nhiên liền càng thêm không phải là đối thủ. Ta giết ngươi, Yến Vân Huyễn trong miệng, phát ra vài tiếng gào thét. Hắn mặc dù bản thân không phải Diệp Trần đối thủ, nhưng mà thân là Yến tộc thiếu tộc trưởng, trong tay át chủ bài lại rất nhiều. Trong tay lấy ra một bức tranh, Yến Vân Huyễn tiện tay vung lên, bức tranh này, trực tiếp mở ra, trong bức tranh nội dung 10 phần đơn giản, vẹn vẹn có một mảnh bãi cỏ, một khối núi đá, cộng thêm một đầu thanh xà. Đợi đến bức tranh này hoàn toàn mở ra, ở vào trong bức tranh đầu kia thanh xà, trực tiếp từ trong bức tranh bắn ra đi ra, hướng về Diệp Trần cắn xé tới. Hóa linh bảo vật, Yến Vân Huyễn, ngươi vậy mà dám can đảm dùng như thế bảo vật tới đối phó ta vực chủ phủ quý khách, nếu là Diệp huynh xảy ra sự tình, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt lạnh như băng Trác Tuấn, đã tới Yến Vân Huyễn trước mặt, trong miệng quát chói tai. Nhưng mà, Yến Vân Huyễn bản thân tính cách đã vặn vẹo, há lại sẽ quan tâm Trác Tuấn uy hiếp, Trác Tuấn uy hiếp, chẳng những không có mảy may tác dụng, ngược lại nhường Yến Vân Huyễn trên thân sát khí tăng nhiều, thanh xà, giết tiểu tử này, đem Tuyết Lam cho ta mang về. Một đầu xanh biếc thanh xà,
phá không mà đến, hướng về Diệp Trần tắp tới. Bốn phía đám người, ánh mắt vẹn vẹn quét mắt một mắt đầu này thanh xà, vậy mà sinh ra một loại cảm giác chói mắt. Cái này, để bọn hắn trong lòng rất là kinh hãi, biết lần này Yến Vân Huyễn lấy ra bảo vật, e rằng thật đúng là một kiện cực kỳ đáng sợ chân bảo. Một bức tranh, một đầu thanh xà, mà đầu thanh xà, liền Diệp Trần, cũng cảm thấy uy hiếp. Đây chính là hào môn đệ tử đáng sợ. Những thứ này đại tộc nhóm hoặc đại tông môn đệ tử, bản thân thực lực, có lẽ kém xa Đông Vực Phong Vân bảng lên thiên tài, nhưng mà trên người bọn họ bảo vật số lượng lại rất nhiều, một khi bảo phát, không chút nào thua ở Đông Vực Phong Vân bảng lên thiên tài. Nhìn thấy đầu kia thanh xà, hai tay vẫn ôm Diệp Trần Tuyết Lam công chủ, trong đôi mắt lộ ra mấy phần kinh hoàng. Rõ ràng nàng cũng không nghĩ đến, Yến Vân Huyễn vậy mà lại điên cuồng đến loại trình độ này, vậy mà dám can đảm ở vực chủ phủ bên trong động thủ. Trong lòng hơi động, Tuyết Lam công chủ đang muốn lấy ra bảo vật, cùng đầu này thanh xà đối kháng, trong lúc vô tình Tuyết Lam công chủ ánh mắt, quét qua Diệp Trần gương mặt. À, thần sắc của hắn vậy mà không có bối rối chút nào, chẳng lẽ hắn còn có biện pháp giải cứu? Trên mặt thần sắc kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, Tuyết Lam công chủ làm ra một cái kinh người quyết định, nàng không tiếp tục ra tay đối phó đầu này thanh xà, ngược lại phảng phất chấn kinh quá độ đồng dạng, cả người dính vào Diệp Trần trên thân. Đầu càng là cơ hồ chôn ở Diệp Trần ngực, trong miệng nũng nịu nói, Diệp công tử, người nhất định muốn bảo hộ ta. Đổi thành lúc khác, e rằng bất kỳ nam nhân nào, nghe được Tuyết Lam công chủ loại này giọng điệu mà nói, đều sẽ lập tức nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà bây giờ, Diệp Trần nhưng bây giờ không lo được những thứ này. Kiếm nhị, trong tay xuất hiện quân vương thánh kiếm, Diệp Trần cơ hồ không có mảy may do dự, trực tiếp vung vẩy ra một kiếm. Vô số kiếm ảnh ở trong, từng đạo màu cam kiếm khí, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là Diệp Trần dưới mắt tối cường kiếm pháp, đem xích hồng tham lang kiếm dung nhập kiếm điển sau đó, lĩnh ngộ đi ra ngoài kiếm chiêu. Diệp Trần tu thành vạn cổ thần tùy trải qua cảnh giới thứ nhất, đỏ đá hoa cương thạch cảnh, liền thi triển kiếm chiêu, uy lực cũng so trước đó, cường đại mấy lần. Một chiêu kiếm quang chém ra, trước mặt đầu kia thanh xà, lập tức bị Diệp Trần trong tay quân vương thánh kiếm, xoắn thành mảnh vụn. Yếu như vậy, dễ dàng như thế liền diệt sát đầu này thanh xà, Diệp Trần trong lòng tương đương ngạc nhiên. Chưa chờ hắn phản ứng lại, đầu kia thanh xà lưu lại mảnh vụn, đột nhiên hóa thành nhất đạo lục quang, chui vào Diệp Trần thể nội. Cách đó không xa, đã bị Trác Tuấn cuốn lấy Yến Vân Huyễn, trong miệng lại phát ra cười to một tiếng, ha ha, ta đây bầu trời xanh xà, chính là tiên tổ tự tay tế luyện ra bảo vật, không những ẩn chứa cường đại công kích linh hồn, hơn nữa còn ẩn chứa mãnh liệt độc tố. Ta nhìn ngươi như thế nào vượt qua bầu trời xanh rắn công kích. Tứ chu chúng người, nghe được Yến Vân Huyễn cười to, thần sắc phần lớn biến trang nghiêm vô cùng. Yến tộc tiên tổ, chính là một tôn cao thủ hết sức đáng sợ, liền xem như tại toàn bộ Vũ Hoàng Vương Triều, cũng coi như là ít có cao thủ, hơn nữa hắn bản thân, đối với độc tố phương diện, vô cùng có nghiên cứu. Dạng này một tôn cao thủ đáng sợ tự tay luyện chế ra bảo vật, đối phó một cái chỉ có thần đạo nhất trọng thiên tiểu bối, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Yến Vân Huyễn đã điên rồi, bất quá cái này Diệp Trần, ngược lại là đáng tiếc. Tứ chu chúng người, trong nội tâm thở dài. Yến Vân Huyễn bởi vì tẩu hỏa nhập ma sự tình, đã biến có chút bị điên, chút người này chỗ chúng biết. Cho nên tứ chu chúng người, mới có thể vì Diệp Trần cảm giác đáng tiếc, một tôn vừa mới lú đầu tuyệt thế thiên tài, hôm nay lại muốn chết ở Yến Vân Huyễn cái người điên này trong tay. Nhìn thấy bầu trời xanh rắn mảnh vụn dung nhập Diệp Trần thể nội, liền Tuyết Lam công chủ, cũng là thần sắc đại biến, cũng không còn dám giống như là dạng hồi này, quấn lấy Diệp Trần, mà là trực tiếp lui về phía sau hai bước, cùng Diệp Trần kéo dài khoảng cách, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Diệp Trần trên thân, bây giờ đã xuất hiện một tầng mông lung lục quang, những thứ này lục quang, không ngừng tại Diệp Trần bên ngoài thân ra ra vào vào, nhưng Diệp Trần khí tức, dần dần bắt đầu yếu bớt. Oanh! Ngay tại Diệp Trần khí tức trên người suy yếu tới cực điểm thời điểm, Diệp Trần trên thân, một đầu man nghiêu hư ảnh, đột nhiên bạo phát ra. Ngửa mặt lên trời gào thét, đầu này man nghiêu hư ảnh, một cái xông vào, vậy mà đem một đầu thanh xà, trực tiếp từ Diệp Trần thể nội kéo ra ngoài. Chợt, đầu này man nghiêu lần nữa gào thét, mãnh liệt sóng âm, trực tiếp đem đầu này thanh xà cho nghiền nát. Đợi đến đầu này man nghiêu hư ảnh, một lần nữa trở lại Diệp Trần trên người thời điểm, Diệp Trần đã mở mắt ra. Khí tức trên người, cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Không có khả năng, ngươi một cái thần đạo nhất trọng thiên tiểu tử, làm sao có thể kháng trụ ta bầu trời xanh xà,
liền xem như Đông Vực Phong Vân bảng xếp hạng trước 100 võ giả, cũng không có mấy người có thể kháng trụ ta bầu trời xanh xà. Nhìn xem Diệp Trần tỉnh lại, một bên Yến Vân Huyễn cơ hồ điên cuồng kêu lớn lên. Diệp Trần căn bản không có để ý tới hắn kêu la, thân ảnh nhoáng một cái, trong tay Quân Vương Thánh Kiếm trực tiếp chém vào Yến Vân Huyễn trên hai tay, đem Yến Vân Huyễn hai tay trực tiếp chém xuống. Không có hai cánh tay Yến Vân Huyễn, một thân thực lực ít nhất phế bỏ hơn phân nửa, chính cùng hắn dây dưa chắc vấn, ngay lập tức đem Yến Vân Huyễn cho bắt lại. Đa tạ Diệp huynh hỗ trợ. Chắc Tuấn đầu tiên là thở dài một hơi, hướng về phía Diệp Trần nói cảm ơn một tiếng, trấn an tứ chu chúng người một câu, chợt mang theo Yến Vân Huyễn vội vã rời đi nơi đây. Yến Vân Huyễn hôm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy, Chắc Tuấn đương nhiên không dám khinh thường, cho nên bây giờ mới có thể bỏ xuống Diệp Trần chờ khách người, đi trước xử lý Yến Vân Huyễn. Nhìn thấy Diệp Trần tuần tự ngăn trở Yến Vân Huyễn sát chiêu, cuối cùng càng là không thèm quan tâm, trực tiếp chặt đứt Yến Vân Huyễn hai tay. Tứ chu chúng nhiều thủy tạ lên trẻ tuổi Tuấn Kiệt, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt đã tràn đầy khâm phục chi ý. Nếu là đổi thành bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng giống như là Diệp Trần làm như vậy giòn lưu loát. Diệp công tử thực lực, quả nhiên làm người ta giật mình, khó trách có thể một hơi vọt tới Đông Vực Phong Vân bảng đệ tứ ngàn tên, ta xem công tử thực lực, hẳn là còn có thể tiến thêm một bước. Tuyết Lam công chủ bây giờ đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười rực rỡ, ngồi ở Diệp Trần bên cạnh, liên thanh cung duy Diệp Trần. Bị một cái tuyệt sắc nữ tử dạng này khen tặng, đổi thành bất kỳ một cái nào nam tử, e rằng đều sẽ tâm viên ý mã. Nhưng mà Diệp Trần, bây giờ lại có vẻ lòng có chút không yên. Hắn sở dĩ sẽ như thế, đương nhiên là bởi vì vừa rồi đánh một trận di chứng. Vừa rồi Yến Vân Huyễn đánh ra đầu kia bầu trời xanh xà, hoàn toàn chính xác không tầm thường, bầu trời xanh xà biến thành lục quang, không những ẩn chứa công kích linh hồn thủ đoạn, càng nghiêm trọng hơn chính là vậy mà ẩn chứa độc tố. Có thể ảnh hưởng đến thần đạo võ giả độc tố, đương nhiên không thể coi thường, cho nên liền Diệp Trần ở chính giữa thu trong lúc nhất thời, cũng không thể kháng trụ những độc tố này. Tại độc tố tràn ngập dưới tình huống, Diệp Trần đương nhiên không cách nào phân tâm đối phó những linh hồn này công kích, cho nên khí tức của hắn mới có thể không ngừng suy yếu. Nhưng mà cuối cùng, Diệp Trần chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, lặng lẽ dẫn động ở vào phù đồ cổ trong tháp thế giới thần thụ, lợi dụng thế giới thần thụ một đầu cành cây, đem các loại độc tố đều hút đi. Thế giới thần thụ bản thân cơ hồ chính là một cái động không đáy, bất kỳ vật gì đều có thể thôn phệ, hơn nữa còn không có cái gì di chứng. Lần này Diệp Trần ngờ tới cũng vẫn là đúng, những độc tố này bị thế giới thần thụ hấp thu, thế giới thần thụ bản thân căn bản không có mảy may biến hóa, để vào vừa rồi hấp thu đi không phải là cái gì độc tố, mà là một cái năng lượng khối một dạng. Thế giới thần thụ biến thái, lần nữa nhìn Diệp Trần chấn kinh. Bất quá không có những độc tố này, Diệp Trần lập tức vận dụng nguyên thần 12 cuốn, đem bầu trời xanh xà ẩn chứa công kích linh hồn thủ đoạn, cưỡng ép diệt sát. Cũng chính bởi vì, tình huống vừa rồi hoàn toàn chính xác hung hiểm, cho nên Diệp Trần mới có thể cảm thấy tức giận, không nói hai lời, đối với Yến Vân Huyễn cái người điên này trực tiếp ra tay, chém dụng hắn hai tay, nhường Trác Tuấn đem bắt, cũng coi như là đối với cái người điên này một điểm trừng phạt. Thất hồn lạc phách chỉ chốc lát, Diệp Trần khí tức trên thân, nhanh chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tuyết Lam công chủ ngồi ở Diệp Trần bên cạnh, khoảng cách rất gần, đối với Diệp Trần khí tức trên người biến hóa, cảm giác nhất là linh mẫn. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng, Diệp Trần tiêu hao cực lớn nguyên khí, e rằng trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục. Nào có thể đoán được, chỉ dùng mấy hơi thở, Diệp Trần khí tức, vậy mà cơ hồ khôi phục đỉnh phong. Thật là mạnh sức khôi phục, nhục thân mạnh, kiếm đạo mạnh, trường pháp mạnh, liền linh hồn chi lực, cũng cực kỳ cường đại, vị này Diệp Trần công tử, thiên phú quả thật kinh người. Tuyết Lam công chủ trong lòng, âm thầm kinh ngạc một tiếng. Thân là vực chủ phủ công chúa, Tuyết Lam công chủ thấy qua nhân vật thiên tài, số lượng thực sự quá nhiều, cho nên liền xem như Đông Vực Phong Vân bảng lên thanh niên tài tuấn, cũng không mấy cái có thể làm cho nàng giận mình. Thế nhưng là bây giờ, Diệp Trần biểu hiện, lại làm cho Tuyết Lam công chủ cảm thấy tương đương chấn kinh. Khiếp sợ kết quả, chính là Tuyết Lam công chủ đối với Diệp Trần, càng ngày càng có hứng thú, cả người cơ hồ hoàn toàn dán vào Diệp Trần trên thân, ngực cao ngất, càng là tại Diệp Trần bả vai vị trí, không ngừng ma sát. Diệp Trần đem trạng thái bản thân điều chỉnh xong, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Lam công chủ, thần sắc thay đổi trịnh trọng, đạo công chúa, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, không biết ngươi có thể hay không nghe qua tên của nàng.
Nhìn xem Diệp Trần thần sắc thay đổi ngưng trọng, Tuyết Lam công chủ còn tưởng rằng Diệp Trần sẽ giống như là những nam tử khác như thế, cố tình quân tử, nói vài tiếng cái gì công chúa xin tự trọng các loại. Lại không nghĩ rằng, Diệp Trần căn bản không có để ý tới những thứ này việc nhỏ không đáng kể, ngược lại mở miệng hướng nàng nghe ngóng những người khác. Cười duyên một tiếng, Tuyết Lam công chủ đạo có thể để cho Diệp công tử dạng này lo lắng nhân, hẳn là một nữ tử, hơn nữa còn là một người đẹp a. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, người muốn hỏi thăm người, rốt cuộc là ai? Tên của nàng, gọi là Trác Thanh Vận. Diệp Trần thần sắc trang nghiêm, đem Trác Thanh Vận tên, nói ra. Mặc dù Diệp Trần đã đoán được, Trác Thanh Vận nhất định là vực chủ phủ nhân, nhưng mà cụ thể như thế nào, hắn lại vẫn không phải quá rõ ràng. Vừa rồi, mặc dù Diệp Trần đã nghe được, chính là bởi vì vị này Tuyết Lam công chủ, cho nên Trác Thanh Vận mới có thể rơi vào gả cho Yến Vân Huyễn cái người điên này hạ tràng. Chính là bởi vì Tuyết Lam công chủ cùng chuyện này có liên quan, cho nên Diệp Trần vừa muốn trực tiếp hỏi tinh tường. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào từ Tuyết Lam công chủ trong miệng biết được toàn bộ chân tướng, chỉ cần Tuyết Lam công chủ có thể giúp Diệp Trần xác định Trác Thanh Vận thân phận, điểm ấy cũng đã đầy đủ. Quả nhiên, nghe được Trác Thanh Vận tên, Tuyết Lam công chủ lộ ra 10 phần giận mình, sửng sốt một chút, chậm rãi nói, nguyên lai ngươi là cửu muội bằng hữu, cửu muội mặc dù là vực chủ phủ bàng chi, nhưng mà nàng thiên phú cực cao, tại vực chủ phủ bên trong, vẫn có chút nổi danh. Cái kia công chúa có thể hay không báo cho ta biết, ta đây vị bằng hữu, tại sao lại trở thành Yến Vân Huyễn cái loại người này vị hôn thê? Diệp Trần nhìn chằm chằm Tuyết Lam công chủ, lần nữa ép hỏi. Yến Vân Huyễn mặc dù cơ hồ bị điên, nhưng mà trong lòng của hắn, rõ ràng quan tâm chỉ có Tuyết Lam công chủ một người, mà Trác Thanh Vận, Yến Vân Huyễn căn bản vốn không như thế nào quan tâm. Điểm ấy, từ Yến Vân Huyễn đối đãi hai nàng trên thái độ cũng có thể thấy được. Đêm qua, Yến Vân Huyễn tại đối mặt Trác Thanh Vận thời điểm, trong miệng nhưng không có mảy may khách khí, từng tiếng tiện nhân, đơn giản đem Trác Thanh Vận trở thành hạ tiện nhất tôi tớ đối đãi. Ngày hôm nay, dù cho Tuyết Lam công chủ ngay trước Yến Vân Huyễn, làm ra rất nhiều làm hắn khó chịu sự tình, nhưng mà Yến Vân Huyễn đối với Tuyết Lam công chủ, lại vẫn lộ ra 10 phần cẩn thận, liền chửi một câu đều không nỡ. Loại tình huống này, nhưng Diệp Trần trong lòng, 10 phần khó chịu. Bất kể nói thế nào, Trác Thanh Vận cũng là hắn bằng hữu, hảo bằng hữu vậy mà rơi xuống như thế hạ tràng, cho dù ai chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Cho nên, bây giờ Diệp Trần trong lời nói, đã mang tới mấy phần trách cứ giọng điệu. Tuyết Lam công chủ nghe được Diệp Trần trong lời nói ý trách cứ, nhưng lại không bởi vậy sinh khí, ngược lại giống như là không chút tâm cơ nào đồng dạng cười vài tiếng. Đạo, ngươi quả nhiên đối với ta vị này cửu muội hết sức quan tâm, chẳng lẽ hai người các ngươi, đã có tư tình, nếu là như vậy, nói không chừng, ngươi còn có thể đem ta vị kia cửu muội cứu ra hố lửa, nếu không, nàng cũng chỉ có đến yến tộc con đường này có thể đi. Tuyết Lam công chủ cũng không giấu giếm Diệp Trần cái gì, đem Trác Thanh Vận sự tình, toàn bộ đỡ ra. Chính như Diệp Trần phía trước nghe được như thế, vực chủ phủ cùng yến tộc ở giữa, hoàn toàn chính xác đã sớm quyết định một hồi hôn ước. Mà chàng hôn ước song phương, vốn là Yến Vân Huyễn cùng Tuyết Lam công chủ. Yến Vân Huyễn chính là Yến tộc thiếu tộc trưởng, danh thiên tài, đã sớm truyền khắp Đông Vực. Mà Tuyết Lam công chủ, chính là vực chủ phủ công chúa, người lại lớn lên mỹ lệ, cho nên trận này hôn ước, một mực bị người xem là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Nào có thể đoán được, ước chừng 7 năm trước, biến cố xuất hiện, Yến Vân Huyễn tu luyện Yến tộc võ học, tẩu hỏa nhập ma, đã biến thành hôm nay cái dạng này. Mà Tuyết Lam công chủ, cũng đồng dạng xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù trên thân hai người tất cả đều xảy ra biến đổi lớn, thế nhưng là trận này hôn ước, đã sớm truyền khắp toàn bộ Vũ Hoàng Vương Chiêu, thậm chí ngay cả Võ Hoàng Bệ Hạ, cũng tự mình hạ lệnh khen thưởng qua. Cho nên, trận hôn ước này vẫn muốn tiếp tục kéo dài tiếp. Nhưng mà Tuyết Lam công chủ cũng không lại ủng hộ trận hôn ước này, dùng hết thủ đoạn, bức bách vực chủ phủ bên trong đại nhân vật, sửa đổi hôn thư, đem hôn thư nhân vật nữ chính, đã biến thành Trác Thanh Vận. Sở dĩ chọn Trác Thanh Vận, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, Trác Thanh Vận chính là vực chủ phủ bàng chi, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi như là vực chủ phủ công chúa, chỉ là địa vị, kém xa Tuyết Lam công chủ bực này dòng chính truyền nhân. Thứ hai, Trác Thanh Vận thực lực, tại vực chủ phủ trong thế hệ trẻ, cũng coi như là tương đương cường hãn, Tuyết Lam công chủ cự hôn sau đó, toàn bộ vực chủ phủ, bàng chi trong huyết mạch, cũng chỉ có Trác Thanh Vận bực thiên tài này nhân vật, mới có thể miễn cưỡng xứng với Yến Vân Huyễn vị này yến tộc thiếu tộc trưởng. Vực chủ phủ bên trong đại nhân vật,
đã dùng hết thủ đoạn, chung quy là đem hôn thư sửa chữa thành công, mặc kệ Trác Thanh Vận, vẫn là Yến tộc, cũng sẽ không tiếp tục phản đối phần này hôn thư. Đã như thế, Võ Hoàng Bệ Hạ tự mình khen thưởng hôn ước, vẫn có thể đúng hạn hoàn thành, cũng coi như là vẹn toàn đôi bên. Chỉ là, Trác Thanh Vận xem như từ đó nhảy vào hố lửa. Yến Vân Huyễn một mực công nhận phu nhân, chính là Tuyết Lam công chủ vị này vực chủ phủ dòng chính truyền nhân, đối với Trác Thanh Vận vị này vực chủ phủ bàng chi truyền nhân, căn bản khinh thường một chú ý. Giống như là bọn hắn loại này kết hợp, vốn là có lẫn nhau liên hiệp dụng ý. Dưới mắt vực chủ phủ chỉ dùng một cái bàng chi nữ tử, liền muốn nhường Yến tộc đuổi, không chỉ có Yến Vân Huyễn không cao hứng, toàn bộ Yến tộc, đối với cái này mất hứng người, kỳ thực có rất nhiều. Loại tình huống này, Trác Thanh Vận nếu là tiếp tục gia nhập vào Yến tộc, kết quả của nó, có thể tưởng tượng được. Nàng tại sao lại đáp ứng chuyện này, loại chuyện này, công chúa có thể phản kháng, Thanh Vận nàng cũng có thể phản kháng a. Diệp Trần cau mày, lời nói đã có chút lạnh nhạt. Tuyết Lam công chủ đối với cái này vẫn không có mảy may tức giận bộ dạng, ngược lại lộ ra càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cười nói, nàng không phản kháng, đương nhiên là có không phản kháng lý do, không sợ nói cho ngươi, cửu muội nàng chỗ ở bàng chi, chính là vực chủ phủ bên trong, yếu ớt nhất một chi bàng chi, cơ hồ tại vực chủ phủ bên trong, cũng lại kéo dài không đi xuống, cửu muội bình thường tu luyện cố gắng như vậy, chính là vì để cho nàng chỗ ở chi mạch quật khởi, chỉ là đáng tiếc, nàng chỗ chi mạch tộc lão đã không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, cho nên mới sẽ lựa chọn nhường cửu muội gả cho Yến Vân Huyễn, dùng cái này đem đổi lấy vực chủ phủ bên trong đại lượng tài nguyên. Cửu muội người này, mặc dù thiên phú tu luyện rất cao, nhưng là kẻ ngốc, loại chuyện này, vậy mà cũng chịu đáp ứng, vô cớ làm lợi bên trong tộc những tên khốn kiếp kia. Tuyết Lam công chủ mặc dù trong miệng tương đương không khách khí, nhưng mà trong lời nói, đối với Trác Thanh Vận hành động, nhưng là tương đương kính nể. Vì tộc đàn, hy sinh chính mình. Loại chuyện này, Diệp Trần cũng không lạ lẫm. Nhưng mà Diệp Trần trong lòng, lại đối với Trác Thanh Vận cảm thấy bi ai, nàng kiệt lực che chở một đám người, vậy mà lựa chọn đem nàng đẩy đi ra, nhường một nữ tử, nâng lên trọng trấn tộc quần gánh nặng, mà đông đảo nam tử, lại không vừa ra mặt, đơn giản thật đáng buồn. Mặt khác, Tuyết Lam công chủ không có chút nào che giấu, đem chuyện này, đều nói cho Diệp Trần, cũng đồng dạng nhường Diệp Trần cảm thấy giận mình. Hắn vốn đang cho là, Tuyết Lam công chủ sẽ thừa cơ bôi nhọ Trác Thanh Vận, dù sao giữa hai người, cũng coi như là có cực lớn ân oán, nếu không phải Tuyết Lam công chủ, Trác Thanh Vận căn bản không cần giao cho Yến Vân Huyễn. Tất nhiên Tuyết Lam công chủ không có chút nào che giấu, Diệp Trần cũng sẽ không khách khí, nói thẳng, công chúa, không biết có biện pháp nào, có thể cứu ra Trác Thanh Vận, vô luận như thế nào, ta cũng không muốn ta đây vị bằng hữu nhảy vào hố lửa. Muốn cứu người mà nói, biện pháp rất đơn giản. Tuyết Lam công chủ híp mắt, lộ ra một bộ nghiền ngẫm nụ cười nói, vừa rồi ta đã nói qua, chỉ cần ngươi cùng cửu muội ở giữa có tư tình, chuyện này lập tức có thể giải quyết. Diệp Trần một mặt không biết nói gì, công chúa không cần loạn nói đùa, ta và Thanh Vận ở giữa, chỉ là bằng hữu mà thôi. Ta cũng không có nói đùa, nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi ngươi thi triển, dường như là thánh tộc tuyệt học nguyên thần 12 cuốn, có thể học tập đến thánh tộc nguyên thần 12 cuốn, xem ra ngươi nhất định là thánh tộc người. Mà lấy thiên phú của ngươi, tại thánh tộc bên trong, e rằng địa vị cực cao, không giống như thánh tộc bên trong mới quật khởi thiên tài quyền vạn tuế kém bao nhiêu, giống như ngươi bực này thân phận, chỉ cần nhúng tay cửa muội hôn sự, đương nhiên có thể đánh gãy chàng hôn sự này. Tuyết Lam công chủ giống như 10 phần chờ mong tựa như, đắc ý nói cửa muội cũng coi như là một cái mỹ nhân, hơn nữa làm người coi như không tệ, ngươi nếu là có thể cưới nàng, tuyệt không lỗ vốn, coi như ngươi đối với cửa muội không có ý nghĩa. Nhưng mà chỉ cần ngụy trang thành có ý tứ, đem cửu muội cứu ra cái này hố lửa, cũng coi như là công đức vô lượng. Ngụy trang ra có tư tình, sau đó đem người cứu ra. Diệp Trần khẽ giật mình, bắt đầu suy tư biện pháp này, có được hay không? Nếu là có thể đem Trác Thanh Vận cứu ra, Diệp Trần đương nhiên không ngại cùng đối phương diễn một tuồng kịch. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề, cũng không phải là Diệp Trần cùng Trác Thanh Vận ở giữa có hay không vấn đề tình cảm. Cái biện pháp này mấu chốt, chính là ở Diệp Trần vấn đề thân phận bên trên. Trác Thanh Vận tại sao lại bị đến Yến tộc, đó là bởi vì, Yến tộc thực lực cường đại, dù cho là vực chủ phủ, cũng không muốn dễ dàng đắc tội Yến tộc. Mà Diệp Trần nếu là thánh tộc người, thánh tộc thực lực, không thể so với Yến tộc kém, thậm chí càng so Yến tộc càng mạnh hơn. Một vị xuất thân thánh tộc thiên tài, dù cho đem Trác Thanh Vận cướp đi, vực chủ phủ chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ trách tội Diệp Trần. Nhưng mà vấn đề là,
Diệp Trần cái này thánh tộc truyền nhân thân phận, cũng không nhận được thánh tộc bổn tộc thừa nhận, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ Diệp Trần, tại thánh tộc bên trong, chỉ có thể coi là nhân vật dâu ria, lại há có thể nhận được vực chủ phủ coi trọng. Không thích hợp, biện pháp này hay không đáng tin cậy. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Trần vẫn lắc đầu nói. Lúc này, đem Yến Vân Huyến đưa tiến Trác Tuấn, đã lần nữa quay đầu, đi tới thủy tạ ngoại vi. Tuyết Lam công chủ tựa hồ đối với Diệp Trần đã mất đi hứng thú, lườm Diệp Trần một mắt, đứng lên nói, thế gian nam nhi tất cả bạc hạnh, ta còn tưởng rằng, ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa nam tử Hán, không nghĩ tới, vẫn như vậy không có đảm đương, xem như ta nhìn lầm người. Quẳng xuống một câu nói, Tuyết Lam công chủ xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Nhìn xem thở phì phì rời đi Tuyết Lam công chủ, Diệp Trần ngược lại có chút dở khóc dở cười, hắn căn bản không nghĩ tới, vị này Tuyết Lam công chủ, vậy mà lại lộ ra như thế nghĩa khí. Diệp huynh, sự tình vừa rồi, thật xin lỗi. Trác Tuấn đi vào thủy tạ bên trong, liên thanh hướng Diệp Trần xin lỗi. Nước này tạ bên trong xảy ra hỗn loạn như thế, ở vào khác thủy tạ trên trẻ tuổi Tuấn Kiệt, bây giờ hầu hết đã rời đi, cái này một mảnh thủy tạ bên trong, bây giờ cũng chỉ còn dư Diệp Trần cùng Trác Tuấn hai người. Các ngươi tất cả đi xuống a. Trác Tuấn phất tay, đầu tiên là đem bên cạnh sau đó thị nữ đuổi đi, chợt cười khổ nói, mặt khác, liên quan tới ta tỷ tỷ sự tình, ta cũng muốn hướng Diệp huynh xin lỗi, tỷ tỷ của ta trước đó kỳ thực cũng không phải là cái dạng này, mà là tương đương hiền thục, chỉ là bởi vì ra một lần ngoài ý muốn, cho nên mới đã biến thành cái bộ dáng này. Diệp Trần trong đầu vốn là một mực đang suy tư có liên quan Trác Thanh Vận sự tình, nghe vậy mới phân ra một bộ phận tinh thần, đạo, xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn gì có thể khiến người ta liền tính cách cũng thay đổi. Yến Vân Huyến sở dĩ sẽ tính cách đại biến, đó là bởi vì hắn đã tẩu hỏa nhập ma, tính cách đại biến không chút nào kỳ quái. Nhưng mà Tuyết Lam công chủ, khí tức trên người ổn định, tính cách sẽ phát sinh biến đổi lớn, rõ ràng gặp ngoài ý muốn cực kỳ kinh người. Nghe được Diệp Trần hỏi thăm, Trác Tuấn trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, bất quá cuối cùng, hắn nhưng vẫn là cắn răng nói, chuyện này mặc dù đã có không ít người biết được, nhưng mà ta lại vẫn hy vọng người biết càng ít càng tốt, vốn là mặc kệ Diệp huynh như thế nào hỏi thăm, ta đều là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra được, chỉ là Diệp huynh thiên phú kinh người, nghĩ đến cũng có kinh người gặp gỡ, ta nói ra chuyện này, là hy vọng Diệp huynh có thể đến giúp tỷ tỷ của ta, nhưng nếu là Diệp huynh không cách nào hỗ trợ, cũng mời ngươi giúp ta bảo trụ bí mật này, đừng cho bí mật này, truyền đến người thứ ba trong tai. Yên tâm, Diệp Trần đáp lại hai chữ, thần sắc cũng chỉnh trọng lên. Nghe Trác Tuấn nói thật tình như thế, Diệp Trần vốn định muốn ngăn cản hắn nói tiếp, nhưng mà cuối cùng, hắn nhưng vẫn là lựa chọn lắng nghe. Dưới mắt hắn nếu là muốn giúp Trác Thanh Vận thoát khỏi Yến Vân Huyến, ít nhất phải cùng Trác Tuấn chờ vực chủ phủ nhân, bảo trì một cái tốt đẹp quan hệ, thuận tiện nghe ngóng vực chủ phủ bên trong sự tình. Trác Tuấn thở dài một cái, vẻ mặt buồn thiu đạo, chuyện này, ước chừng phát sinh ở 3 năm trước đây, lúc đó tỷ tỷ vẫn là một cái hiền thục nữ tử. Coi như đã biết Yến Vân Huyến tẩu hỏa nhập ma sự tình, cũng vẫn như cũ dự định gả đi, nhưng mà một lần tỷ tỷ đi ra ngoài lịch luyện quá trình bên trong, nàng lại đột nhiên đã trúng một loại cực kỳ cổ quái độc tố. Tỷ tỷ miễn cưỡng đem độc tố áp chế lại, chạy về vực chủ phủ bên trong, toàn bộ vực chủ phủ, cuối cùng liền vực chủ cũng tự mình xuất động, lại tất cả đều đối với loại độc tố này, thúc thủ vô sách, hết lần này tới lần khác loại độc tố này, lại có chút đặc thù. Trác Tuấn nhăn nhăn nhó nhó, đem Tuyết Lam công chủ chúng độc tố, giải thích một lần. Diệp Trần ở một bên, nghe đã là mắt kinh ngây mồm. Bởi vì Tuyết Lam công chủ chúng độc tố, lại là một loại có thể kích phát người muốn trông độc tố, một nữ tử, hơn nữa còn là tương đương hiền thục nữ tử, đã trúng bực này độc tố, nhất định chính là một kiện bi kịch. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là, loại độc tố này, vậy mà không cách nào khu trục, chỉ có thể một chút từ Tuyết Lam công chủ thể nội hút đi, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nhưng mà hút lấy độc tố phương pháp, lại hết sức làm cho người ta không nói được lời nào, chỉ có nam nữ giao hợp, mới có thể giúp Tuyết Lam công chủ thoát ly loại này tuyệt cảnh. Đông vực vực chủ đại nhân mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là đối mặt loại này cổ quái độc tố, nhưng cũng thúc thủ vô sách. Đông vực vực chủ phủ bên trong đám người, thương nghị hồi lâu sau, cuối cùng chỉ có thể làm ra quyết định, phái người đi tới Yến tộc, đem Tuyết Lam công chủ vị hôn phu Yến Vân Huyến mời tới, nhường Yến Vân Huyến hỗ trợ giải độc. Phương pháp này, hoàn toàn chính xác xem như phương pháp ổn thỏa nhất. Thế nhưng là Yến Vân Huyến chưa đến, nhưng lại xuất hiện một cái khác ngoài ý muốn. Đông vực vực chủ phủ,
Vậy mà trong lúc vô tình tra ra Tuyết Lam công chủ trúng độc chân tướng. Cái chân tướng này, 10 phần tàn khốc, bởi vì cho Tuyết Lam công chủ người hạ độc, vô cùng có khả năng, chính là Yến tộc người. Yến Vân Huyến cùng Tuyết Lam công chủ, chính là có hôn ước vợ chồng chưa cưới. Hai người kết hợp, vốn là ông trời tác hợp cho, nhưng mà Yến Vân Huyến, lại tại mấy năm trước, tẩu hỏa nhập ma, biến xấu xí vô cùng không nói, tính cách càng là cơ hồ vặn vẹo biến thái. Loại tình huống này, Yến tộc lại có người bắt đầu lo lắng, Tuyết Lam công chủ vẫn sẽ hay không lựa chọn gả cho Yến Vân Huyến. Mặc dù Yến tộc lấy được tin tức, Tuyết Lam công chủ cũng không có vi phạm hôn ước dự định, nhưng mà Yến tộc lại vẫn không yên lòng. Thế là, thì có lần này hạ độc sự tình. Yến tộc hạ độc mục đích, chính là vì thúc đẩy Yến Vân Huyến cùng Tuyết Lam công chủ ở giữa chuyện tốt, Tuyết Lam công chủ đã trúng như thế quỷ dị chi độc, muốn giải độc, đương nhiên chỉ có tiến đến tìm kiếm Yến Vân Huyến. Bỏ qua một bên điểm ấy, coi như vực chủ phủ, dự định giấu giếm lần tiếp theo chuyện, có thể vực chủ phủ muốn giúp Tuyết Lam công chủ giải độc, cũng chỉ có tìm những nam tử khác. Một khi Tuyết Lam công chủ thất thân những nam tử khác, đến lúc đó, liền sẽ không có lý do gì ghét bỏ Yến Vân Huyến tẩu hỏa nhập ma sự tình. Bởi vậy mặc kệ vực chủ phủ như thế nào quyết định, Yến tộc đều nhạc kiến kỳ thành. Vực chủ phủ bên trong cao tầng, mặc dù biết được những thứ này chân tướng, thế nhưng là cũng không thể tránh được, vẫn như cũ chỉ có thể đem Yến Vân Huyến mời tới, muốn nhường Yến Vân Huyến giúp Tuyết Lam công chủ giải độc lại nói. Nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ rằng, Tuyết Lam công chủ tính cách mặc dù nhìn như hiền thục, nhưng mà trên thực tế, lại hết sức kiên cường. Đã biết đây hết thầy cũng là Yến tộc đang giở trò sau đó, Tuyết Lam công chủ tính cách đại biến, tại Yến tộc người đến trước đó, trực tiếp tìm một đám nam sủng, ngay trước Yến tộc người mặt, cùng những thứ này nam sủng tầm hoan tác nhạc. Yến tộc người, tại chỗ mắt trợn tròn. Bọn hắn mặc dù ngờ tới vực chủ phủ có thể sẽ cứ để nam tử giúp Tuyết Lam công chủ giải độc, nhưng mà loại chuyện này, vực chủ phủ nhất định sẽ giấu giếm xuống, đối với Tuyết Lam công chủ danh tiếng, cũng sẽ không có bao nhiêu tổn hại. Thế nhưng là Tuyết Lam công chủ cử động lần này, lại một lần nhường Tuyết Lam công chủ phóng đáng chi danh, truyền khắp toàn bộ Đông Vực thậm chí Vũ Hoàng Vương Chiêu. Yến tộc liền xem như hào phóng đến đâu, cũng không khả năng nhường Yến Vân Huyến, tiếp tục cưới một cái như vậy nữ tử. Chỉ là bởi vì trận hôn ước này, đã truyền khắp Đông Vực, hơn nữa trong đó, còn kèm theo rất nhiều trao đổi ích lợi, vực chủ phủ cùng Yến tộc, đều không thể tiếp nhận lần này hôn ước thất bại mang đến thiệt hại. Bởi vậy, song phương riêng phần mình lui ra phía sau một bước, vẫn như cũ đem trận hôn ước này, giữ vững xuống. Cái này cũng là vì cái gì, về sau vực chủ phủ đưa ra sửa chữa hôn ước, Yến tộc rất sảng khoái đáp ứng nguyên nhân. Trác Tuấn đem sự tình đại khái nói một lần, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ nói, Diệp huynh, ngươi cũng thấy đấy, tỷ tỷ của ta biến thành hôm nay cái bộ dáng này, hoàn toàn là bởi vì Yến tộc những tên khốn kiếp kia, nếu không phải bọn hắn, tỷ tỷ của ta há lại sẽ rơi xuống hôm nay hạ tràng. Diệp Trần một mặt do dự, suy tư rất lâu, mới đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Trác công tử, Tuyết Lam công chủ trúng độc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đến nay vẫn không có thể giải khai trên người độc tố? Cái này ta cũng có chút không hiểu. Nói đến, tỷ tỷ trúng độc tố, chỉ cần có nam nhân khác hỗ trợ, hẳn là rất dễ dàng liền giải độc, nhưng mà tỷ tỷ nuôi ít nhất 10 cái xinh đẹp nam tử, mỗi ngày cùng bọn hắn pha trộn, trên người độc tố, dĩ nhiên thẳng đến không có thể hoàn toàn khu trục. Trong phủ dược sư phỏng đoán, tỷ tỷ trúng độc tố, có thể đã có biến thành dị, chỉ là Yến tộc không chút nào chịu thừa nhận chất độc này chính là bọn hắn làm, bởi vậy nhường tỷ tỷ đến nay vẫn chịu khổ. Trác Tuấn cắn răng nói. Nếu là ta khả năng giúp đỡ lệnh tỷ khu trục trên người độc tố, vực chủ phủ có thể đáp ứng không ta một cái điều kiện. Diệp Trần ngữ khí trầm ổn nói. Trác Tuấn sừng sốt một chút, chợt kinh hỉ nói ngươi có thể giúp ta tỷ tỷ giải độc, nếu là chuyện này là thật, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Trác công tử, ngươi đừng nghe lầm, ta là hy vọng vực chủ phủ đáp ứng điều kiện của ta, lấy Trác công tử năng lực, tựa hồ còn không cách nào đạt đến mục đích của ta. Diệp Trần ngữ khí bình thản nói. Trác Tuấn nghe vậy, khẽ nhíu chân mày đạo, Diệp huynh thật đúng là không khách khí, bất quá chỉ cần ngươi có thể giúp ta tỉ tỉ, mặc kệ điều kiện gì, ta đều có thể nhường trong phủ chủ sự người, đáp ứng Diệp huynh. Đã như vậy, vậy chúng ta đi trước xem Tuyết Lam công chủ lại nói. Diệp Trần khoát tay áo nói. Trác Tuấn đối với Diệp Trần năng lực, mặc dù vẫn có chất vấn, bất quá dưới mắt loại tình huống này, coi như Diệp Trần hỗ trợ trị liệu, tình huống cũng sẽ không xấu nữa bao nhiêu, cho nên hắn cắn răng. Mang theo Diệp Trần, hướng về Tuyết Lam công chủ chỗ ở đi đến. Tuyết Lam công chủ hôm nay xuất hiện ở trong thủy tạ,
Rõ ràng chính là cố ý tới kích động Yến Vân Huyễn. Vừa nghĩ tới Yến Vân Huyễn người này, Diệp Trần trong lòng nhịn không được lần nữa thở dài đứng lên. Hắn bây giờ đưa ra bực này điều kiện, đương nhiên là vì đem Trác Thanh Vận cứu ra cái này hố lửa. Tuyết Lam công chủ tại vực chủ phủ bên trong, địa vị tôn quý, nếu là Diệp Trần có thể chữa khỏi nàng, hoàn toàn chính xác có khả năng nhường vực chủ phủ nhân, ngăn cản Trác Thanh Vận cùng Yến Vân Huyễn hôn sự. Trác Tuấn dẫn đường, Diệp Trần theo đuôi phía sau, hai người rất mau tới đến rồi vực chủ phủ bên trong một chỗ tương đương vắng vẻ phía ngoài cung điện. Vùng cung điện này, có chút hào hoa, ngoại trừ vị trí tại vực chủ phủ bên trong tương đối vắng vẻ bên ngoài, phương diện khác, tất cả đều xem như đỉnh tiêm, có thể thấy được Tuyết Lam công chủ tại vực chủ phủ bên trong, địa vị cao. Chưa chờ Diệp Trần cùng Trác Tuấn hai người đi vào tòa cung điện này, cung điện chỗ sâu, vậy mà truyền đến từng tiếng để cho người ta mặt đỏ tới mang tai tiếng kêu. Những âm thanh này, nhường Trác Tuấn sắc mặt đỏ bừng, quay đầu nói, Diệp huynh, tình huống ngươi cũng thấy đấy, tỷ tỷ của ta thể nội độc tố một khi phát tác, căn bản khống chế không nổi chính mình, cho nên chỉ có thể dùng được những thứ này nam tử tới giải độc. Ta đã biết, bất quá tình huống bên trong tựa hồ có chút không thích hợp. Diệp Trần cau mày, linh hồn chi lực muốn đem trong cung điện tình huống cảm giác một lần, lại tại ở giữa nhất tòa kia trong gian phòng, đụng phải một tầng chướng ngại, căn bản là không có cách cảm giác nội bộ tình huống. Rõ ràng, vị này Tuyết Lam công chủ, vì phòng ngừa bị người nhìn trộm, đã sớm làm qua tương ứng phòng bị. Ta vào xem, thuận miệng một câu, Diệp Trần lập tức nhanh chân hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Nhìn xem Diệp Trần bóng lưng, Trác Tuấn há to miệng, muốn ngăn cản Diệp Trần. Hắn thấy, Diệp Trần lúc này tiến vào cung điện, rõ ràng chính là muốn chiếm Tuyết Lam công chủ tiện nghi. Bất quá, cuối cùng Trác Tuấn vẫn là không có mở miệng. Phía trước thủy tạ tụ hội, Tuyết Lam công chủ đối với Diệp Trần rõ ràng rất có hứng thú, hơn nữa Diệp Trần ở mọi phương diện, đều phải so với Tuyết Lam công chủ nuôi đám kia nam sủng mạnh không biết bao nhiêu lần. Dạng này một cái nam tử, coi như không cách nào đem Tuyết Lam công chủ trên người độc tố triệt để giải trừ, chỉ cần có thể nhường Tuyết Lam công chủ, ngắn ngủi thoát khỏi độc tố giải vò, cũng xem là tốt. Thở dài một cái, Trác Tuấn chậm rãi quay người, đi ra tòa cung điện này. Mà cùng lúc đó, cung điện chỗ sâu, những cái kia tiếng kêu, tựa hồ càng thêm vang dội mấy phần. Diệp Trần lần theo những thứ này tiếng kêu, không ngừng đi tới, hắn sở dĩ sẽ trực tiếp đi tới, dĩ nhiên không phải Trác Tuấn tưởng tượng như vậy, mà là thật sự là hắn cảm thấy nơi này không thích hợp. Đầu tiên, mới vừa tiếng kêu, tựa hồ khá là cổ quái, những cái kia nam tử tiếng kêu thì cũng thôi đi, Tuyết Lam công chủ tiếng kêu, căn bản vốn không giống như là giữa nam nữ lúc thân thiết phát ra âm thanh, mà càng giống là một loại đau đớn tiếng giấy dụa âm. Thứ yếu, Diệp Trần mặc dù không cách nào cảm giác được Tuyết Lam công chủ bên cạnh đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại có thể thô sơ giản lược cảm ứng được, Tuyết Lam công chủ cùng nàng nuôi những cái kia nam sủng, giống như bây giờ cũng không có ở vào một chỗ. Kéo kẹt, Diệp Trần rất dễ dàng đẩy ra phía trước gian phòng đại môn. Tiến vào bên trong cánh cửa, Diệp Trần lập tức bị một màn trước mắt, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giờ phút này gian phòng trung ương, một chương cực lớn khắc hoa trên mặt giường lớn, mấy cái dáng dấp du đầu phấn diện nam tử, sắc mặt dữ tợn, lẫn nhau chen chúc một chỗ, tựa hồ đã trúng một loại ảo thuật nào đó, trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm. Vừa rồi Diệp Trần ở bên ngoài nghe được tiếng kêu, chính là bọn họ phát ra. Trừ bọn họ tiếng kêu, Tuyết Lam công chủ tiếng kêu, lại còn tại càng sâu xa một tầng. Diệp Trần vượt qua những thứ này nam sủng, tiếp tục đi tới. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một gian cửa sổ đóng chặt mật thất. Diệp Trần đưa tay, muốn đem cửa phòng đẩy ra. Nhưng khi bàn tay của hắn đụng chạm lấy cửa phòng thời điểm, tấm này cửa phòng, lại đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng đạo nguyên trận bí văn, tại cửa phòng các nơi lóe ra. Tòa này mật thất, cư nhiên bị một tòa cực lớn nguyên trận, hoàn toàn bảo vệ. Lại là tiềm long thế giới nguyên trận, Diệp Trần nhiều hứng thú bắt đầu nhìn chằm chằm tòa này nguyên trận, quan sát tỉ mỉ lên. Bản thân hắn chính là một vị nguyên trận sư, chỉ là bước vào thần đạo cảnh giới sau đó, đối với nguyên trận nghiên cứu mới dần dần bỏ qua một bên. Bây giờ trận nhìn thấy một tòa nguyên trận, Diệp Trần đương nhiên lộ ra rất có hứng thú. Muốn phá vỡ tòa này nguyên trận, đầu tiên muốn từ cái điểm này vào tay. Diệp Trần ánh mắt, rất nhanh tập trung ở tòa này nguyên trận trên một cái điểm. Ngay tại Diệp Trần nếm thử phá giải tòa này nguyên trận thời điểm, vực chủ phủ bên trong. Một cái sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên, đang tải hướng về phía bên cạnh mấy người, phân phó sự tình gì. Đột nhiên,
Hắn giống như là cảm ứng được cái gì, sắc mặt đại biến, không lo được nói thêm cái gì, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp từ nơi này ngôi đại điện bên trong xông ra, hướng về Tuyết Lam công chủ chỗ ở cung điện phóng đi. Cơ hồ trong chớp mắt, hắn đã tới tòa cung điện này bên ngoài, trong cung điện những âm thanh này, đương nhiên lập tức truyền vào trong tai của hắn. Bất quá, hắn đối với mấy cái này âm thanh, cũng không phải quá quan tâm. Ánh mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, nam tử trung niên ánh mắt, rơi vào mặt mũi tràn đầy lo lắng, tại phía ngoài cung điện, đi qua đi lại Trác Tuấn trên thân. Tuấn Nhi, mới vừa rồi là người nào tiến vào? Nam tử trung niên thân ảnh trên không trung xẹt qua, cuối cùng rơi vào Trác Tuấn trước mặt. Trác Tuấn sắc mặt lo lắng, rõ ràng vẫn đang vì Diệp Trần cùng tỷ tỷ của hắn Tuyết Lam công chủ lo lắng, bất qua nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống nam tử trung niên, Trác Tuấn lại giống như là bị sợ một cái đầu, thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc rất nhiều, phụ thân, làm sao ngươi tới nơi này? Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi là người nào tiến vào, là tỷ tỷ của ngươi mời khách nhân sao? Nam tử trung niên, sắc mặt lạnh lùng, nhưng mà vẻ này lo lắng, nhưng là người người đều có thể cảm ứng ra tới. Nhìn thấy nam tử trung niên thất thố như vậy, Trác Tuấn nhưng trong lòng lập tức kinh ngạc lên. Nam tử trung niên này, chính là phụ thân của hắn, tên là Trác Đi Về Đông, cũng là bây giờ Đông Vực Vực chủ phủ bên trong, chân chính người chủ sự. Đông Vực Vực chủ phủ, kỳ thực chỉ có một chủ nhân, đó chính là Vũ Hoàng Vương Chiêu Sách phong vị kia vực chủ đại nhân. Bất quá Trác Đi Về Đông chính là vực chủ dòng chính hậu nhân, hơn nữa bản thân, cũng là một tôn cự đầu cấp cường giả, tại Đông Vực bên trong, cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Trước đó, mặc kệ lúc nào, Trác Đi Về Đông tại Trác Tuấn trước mặt, cũng là tỉnh táo vô cùng, thế nhưng là bây giờ, Trác Đi Về Đông vậy mà lộ ra lo lắng thần sắc, có thể thấy được bây giờ Trác Đi Về Đông tâm tình chi khuấy động. Không phải, là ta mời một vị khách nhân, hắn nói có thể giúp tỷ tỷ giải độc. Trác Tuấn sắc mặt ngưng trọng, đem chuyện lúc trước, nói một lần. Cái gì, ngươi tự tiện khiến người khác tới tỷ tỷ ngươi ở đây? Trác Đi Về Đông trên mặt tức giận mơ hồ thoáng hiện. Ba một tiếng, Trác Đi Về Đông một cái tát, trực tiếp phiến ở Trác Tuấn trên mặt. Một tát này, lập tức nhường Trác Tuấn mộng. Hắn vị này phụ thân, mặc dù là người nghiêm túc, thế nhưng là trước đó, chưa bao giờ đối bọn hắn động thủ một lần. Mà giờ khắc này, hắn lại nhìn không được đối với Trác Tuấn ra tay, hiển nhiên đã cực kỳ tức giận. Phụ thân, bị Trác Đi Về Đông đánh một cái tát, Trác Tuấn có vẻ hơi sức mạnh không đủ, âm thanh khiếp nhược đạo, ta vì bằng hữu nào, nói là có thể giúp tỷ tỷ giải độc, cho nên ta mới. Hỗn trướng, lúc này nhường hắn đi vào, tỷ tỷ ngươi danh dự, sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá bên trong có trong phủ nguyên trận sư phó bố trí thủ hộ nguyên trận, chúng ta lập tức đi vào, nói không chừng còn có thể ngăn cản đối phương. Trác Đi Về Đông không kịp giảng giải cái gì, hướng thẳng đến cung điện nội bộ đi đến. Nhưng mà, vừa mới đi hai bước, thần sắc của hắn, lập tức ngốc trệ, chợt lộ ra cười khổ thần sắc. Bởi vì hắn đã tinh tường cảm ứng được, bên trong tòa cung điện này nguyên trận, bây giờ đã bị người phá vỡ. Tỷ tỷ danh dự, Trác Tuấn vẫn không thể nào hiểu được Trác Đi Về Đông ý tứ trong lời nói, tỷ tỷ của hắn Tuyết Lam công chủ, ba năm trước đây coi như danh tiếng còn hảo. Nhưng là bây giờ, nơi nào còn có danh dự kiểu nói này. Bất quá Trác Đi Về Đông dưới mắt đang bực bội, cho nên Trác Tuấn cũng không dám chống lại đối phương. Trác Đi Về Đông nhìn chằm chằm phía trước cung điện, ngưng thần nhìn phút chốc, cuối cùng nhưng vẫn là thở dài một cái, chậm rãi quay người, nhìn về phía Trác Tuấn đạo, vừa rồi đi vào rốt cuộc là ai? Ngươi đem tư liệu của hắn, kỹ càng nói cho ta biết. Là, phụ thân, Trác Tuấn gật đầu một cái, đem Diệp Trần tin tức, đơn giản nói một lần. Trác Đi Về Đông trong đôi mắt thoáng qua mấy phần kinh dị, đạo, nói như vậy, cái này Diệp Trần cũng coi như là thiên tài hiếm thấy nhân vật bậc này, cũng là miễn cưỡng có tư cách trở thành Tuyết Lam vị hôn phu. Trác Đi Về Đông mà nói, nhưng Trác Tuấn rất là chấn kinh, nhìn không được nói, phụ thân, Diệp Trần đến đây nơi đây, chính là hắn cùng ta hẹn xong điều kiện, lúc này mới chịu tới trợ giúp, ta xem hắn tựa hồ đối với tỷ tỷ cũng không có có ý tứ gì. Phía trước là không có chẳng qua sau đó, nếu là không còn, ta liền hôn tay giết hắn. Trác Đi Về Đông âm thanh bình tĩnh, nhưng mà trong giọng nói sát khí, lại làm cho đối diện Trác Tuấn toàn thân cảm giác băng lãnh. Hắn có thể đủ cảm thấy, phụ thân của mình lần này thật là động sắc ý. Vừa nghĩ tới là mình mái trèo Trần dẹp đi ở đây, Trác Tuấn liền có chút trong lòng bất an, đạo, phụ thân, chuyện này có phải hay không muốn từ dài thương nghị? Diệp Trần hắn cùng tỷ tỷ ở giữa, cũng không có đặc thù gì quan hệ.
Chuyện này, ngươi về sau không cần nhúng tay, Trác Đi về đông ngữ khí cường lạnh, chân thật đáng tin đảo. Nhìn xem trước mặt Trác Tuấn lộ ra chán nản chi ý, Trác Đi về đông thở dài một cái, đảo, bất quá chuyện này cũng không trách ngươi được, dù sao, ngươi cũng không biết trong đó tường tình. Tường tình, Trác Tuấn cắn răng nói, còn xin phụ thân cáo chi. Bất kể nói thế nào, Trác Tuấn cũng là vực chủ phủ bên trong tiểu công tử, địa vị cực cao, đương nhiên không muốn giống như là dưới mắt dạng này, liền cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không tin tưởng. Nói cho ngươi cũng không sao, tỷ tỷ ngươi phía trước làm đủ loại, bất quá cũng là ngụy trang đi ra, ác tâm yến tộc người mà thôi, liền nàng nuôi những cái kia nam sủng, cũng bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi. Trác Đi về đông ngữ khí bình tĩnh, đem tất cả sự tình, chậm rãi nói ra. Cùng lúc đó, tòa cung điện này chỗ sâu, Diệp Trần cũng đã đặt chân này căn mật thất bên trong. Mới vừa tiến vào trong mật thất, một tiếng thống khổ kịch liệt tiếng kêu, lập tức truyền vào Diệp Trần trong tai. Đồng thời, một cỗ cường đại sức mạnh, hướng về phía Diệp Trần điên cuồng tập kích mà đến. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, đang muốn ngăn cản, lại không nghĩ phía trước cỗ lực lượng này, chưa đụng chạm lấy Diệp Trần, lại đột ngột trừ khử không thấy. Tuyết Lam công chủ thân ảnh, tại Diệp Trần trước mặt, chợt hiện lên. Trên thân sát ý mãnh liệt nàng, chỉ tới kịp liếc nhìn Diệp Trần một mắt, chợt lộ ra một cỗ thần sắc thống khổ, trong đôi mắt, ngoại trừ đau đớn bên ngoài, vậy mà tràn ngập một cỗ dục vọng mãnh liệt. Độc tố phát tác, Diệp Trần đương nhiên lập tức phân biệt ra được, Tuyết Lam công chủ thời khắc này tình trạng, chỉ sợ sẽ là Trác Tuấn nói tới loại kia cổ quái độc tố phát tác phía sau triệu chứng. Chỉ là nhường Diệp Trần kinh ngạc chính là, loại này kích phát dục vọng độc tố, dựa theo Trác Tuấn nói tới, tựa hồ chỉ có đem phát tiết ra ngoài, mới xem như triệt để giải độc. Thế nhưng là vị này Tuyết Lam công chủ, lại tựa hồ như cũng không làm như vậy, ở bên ngoài, rõ ràng có số lớn nam sủng, thế nhưng là nàng lại đem chính mình nhốt tại nơi đây, đau khổ chịu đựng. Đương nhiên, loại độc tố này, không phải nói chịu đựng liền có thể nhẫn nhịn được, một khi chịu đựng không nổi, e rằng cả người đều sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Dù cho là thần đạo võ giả, nếu là mất lý trí lời nói, e rằng cùng một đầu giá thú, cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Nhưng mà làm cho người ngạc nhiên là, bây giờ Tuyết Lam công chủ trong đôi mắt cơ hồ đã tràn đầy dục vọng, thế nhưng lại từ đầu đến cuối lưu lại một tia lý trí. Chính là cái này tia lý trí, để cho nàng không có giống như giá thú một dạng, trực tiếp nhào lên cầu hoan. Diệp Trần nhìn chằm chằm Tuyết Lam công chủ, nhìn kỹ phút chốc, khóe miệng lộ ra ý tứ ý cười, thì ra là thế, xem ra ngoại giới có liên quan Tuyết Lam công chủ truyền âm, căn bản không đủ để tin, vị này Tuyết Lam công chủ, vậy mà vận dụng khóa giáp tâm, để cho mình thời khắc ở vào giữa sự thống khổ, từ đó tới áp chế dục vọng. Tại Tuyết Lam công chủ nơi ngực, bây giờ mơ hồ có một trái tim hình xiềng xích hiện lên, viên này xiềng xích, theo Tuyết Lam công chủ trái tim, không ngừng nhảy lên, trừ cái đó ra, Diệp Trần thấy rõ, ở nơi này trái tim hình trên xiềng xích, bỗng nhiên có từng cây giống như lông tơ vậy ngân châm. Những ngân châm này, đâm vào hình trái tim xiềng xích bên trong, thật giống như vô số ngân châm đâm vào bên trong tim. Trái tim của một người bị nhiều như vậy ngân châm đâm vào, loại thống khổ này, có thể tưởng tượng được. Tuyết Lam công chủ, chính là dựa vào loại đau nhức này, duy trì cuối cùng một tia lý trí. Nắm giữ loại lực ý chí này nhân, há lại sẽ là ngoại giới lời đồn đái loại kia phóng đáng nữ tử. Nhìn chằm chằm trước mặt Tuyết Lam công chủ, Diệp Trần rất nhanh liền phản ứng lại. Chỉ sợ Tuyết Lam công chủ cố ý làm ô uế chính mình danh tiếng, vẫn là đang nhắm vào yến tộc người. Bởi vì cái gọi là thích sâu trách chi cắt, Tuyết Lam công chủ trước đó e rằng đã đem mình làm thành là yến tộc người, cho nên khi biết yến tộc người âm thầm đối với mình hạ độc sự tình sau đó, mới có thể triệt để tuyệt vọng, từ đó sinh ra đủ loại lòng phản nghịch lý, trả thù yến tộc. Nàng dù sao cũng là yến tộc thiếu tộc trưởng vị hôn phu người, điểm ấy cơ hồ toàn bộ đông vực người đều biết, cho nên nếu là thanh danh của nàng bại phôi, cũng tương đương là nhường yến tộc đại mất mặt mặt. Đương nhiên, Tuyết Lam công chủ loại lựa chọn này, kỳ thực có chút ngu xuẩn. Như thế hành vi, căn bản chính là đả thương địch thủ 800 tự làm tổn thương mình 1000, chẳng những đem chính mình danh tiếng khoác lên trong đó, liền vực chủ phủ, cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, ngược lại yến tộc bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Đoán chừng Tuyết Lam công chủ cũng là triệt để tâm chết, cho nên mới sẽ làm ra loại cử động điên cuồng này. Diệp Trần khom lưng xuống, đưa tay hướng về Tuyết Lam công chủ trên cổ treo dây chuyền chộp tới. Không, không muốn. Nhìn thấy Diệp Trần cử động, Tuyết Lam công chủ sâu trong mắt, lộ ra một tia sợ hãi. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn,
trong cơ thể nàng độc tố đáng sợ. Một khi không có ổ khóa này giáp tâm dày vò, Tuyết Lam công chủ e rằng lập tức liền sẽ đánh mất toàn bộ lý trí, biến thành một người điên, đem mình tất cả tôn nghiêm, tất cả đều rớt sạch sẽ. Cho đến lúc đó, nàng mới có thể thật sự vạn kiếp bất phục. Yên tâm, nếu như ta đoán không lầm mà nói, ta cũng có thể giúp ngươi một lần. Diệp Trần trong miệng chậm rãi nói. Phía trước, Diệp Trần lựa chọn đến đây ở đây, chỉ là vì cứu ra Trác Thanh Vận. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Tuyết Lam công chủ thảm trạng, Diệp Trần ngược lại là sinh ra một cỗ thông cảm chi ý. Tại Tuyết Lam công chủ trong ánh mắt hoảng sợ, Diệp Trần chậm rãi đem Tuyết Lam công chủ trên cổ treo hình trái tim xiềng xích, trực tiếp vồ xuống. Hoa! Không có căn này hình trái tim xiềng xích, Tuyết Lam công chủ vẻn vẹn giữ vững một cái nháy mắt công phu thanh tỉnh, lập tức biến điên cuồng vô cùng, thân ảnh vọt lên, cả người cơ hồ hoàn toàn dán vào Diệp Trần trên thân. Bực này cử động điên cuồng, liền Diệp Trần bất ngờ không đề phòng, cũng bị sợ hết hồn. Không đợi Tuyết Lam công chủ có động tác kế tiếp, Diệp Trần trực tiếp ra tay, trực tiếp nắm Tuyết Lam công chủ bả vai. Thế giới thần thụ, phải xem ngươi rồi. Diệp Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một gốc thế giới thần thụ trực tiếp xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần sở dĩ có lòng tin giúp Tuyết Lam công chủ giải độc, chỗ dựa lớn nhất chính là chỗ này khỏa thế giới thần thụ. Tại thế giới thần cây trước mặt, mặc kệ bất kỳ vật gì, cho dù là độc tố, cũng chỉ sẽ bị hắn xem như là năng lượng hấp thu, căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa, thế giới thần thụ thôn phệ năng lực cực kỳ cường đại, cơ hồ bất kỳ vật gì đều có thể bị thế giới thần thụ thôn phệ hết. Tuyết Lam công chủ thể nội độc tố, mặc dù khó chơi, nhưng mà thế giới thần thụ xuất thủ, vẫn có khả năng rất lớn, đem loại độc tố này cho hấp thu hết. Quả nhiên, thế giới thần thụ xuất hiện sau đó phút chốc, một cây dây leo, trực tiếp lan tràn ra, đem Tuyết Lam công chủ trói lại. Tuyết Lam công chủ thể nội, giọt giọt màu sắc phấn hồng huyết dịch, bị thế giới thần thụ trực tiếp rút lấy đi ra. Nhìn xem một màn này, Diệp Trần trên mặt lại tràn đầy cười khổ. Thế giới này thần thụ hoàn toàn chính xác tại thôn phệ Tuyết Lam công chủ trên người độc tố, nhưng mà đồng thời, nhưng cũng tại thôn phệ Tuyết Lam công chủ tinh huyết trong cơ thể. Rõ ràng, Diệp Trần phía trước thời gian dài không có cho thế giới thần thụ cung ứng mới năng lượng, đã để cái này khỏa thế giới thần thụ, có chút không cách nào nhẫn nại, điên cuồng muốn hút lấy hết thảy trước mặt năng lượng. Không thể để cho nó tiếp tục hút đi xuống, lại hút xuống, Tuyết Lam công chủ thể nội độc tố không có giải khai, trong cơ thể nàng tinh huyết, liền bị hút xong. Nhìn chằm chằm thế giới thần thụ cùng Tuyết Lam công chủ phút chốc, Diệp Trần thần sắc đột biến, không nói hai lời, trực tiếp tế ra phù đồ cổ tháp, đem thế giới thần thụ một lần nữa thu hồi. Lúc này, Tuyết Lam công chủ đã ngã trên mặt đất, khí tức trên người mặc dù suy yếu, thế nhưng lại không lúc trước cái loại này điên cuồng chi ý. Diệp Trần lấy ra mấy viên thuốc, đem đánh vào Tuyết Lam công chủ thể nội, bắt đầu giúp Tuyết Lam công chủ khôi phục trong cơ thể khí huyết. Tòa cung điện này bên ngoài, Trác Tuấn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn xem trước mặt Trác đi về đông. Nói như vậy, tỷ tỷ những năm này, căn bản một mực tại đau khổ nhẫn nại, căn bản không có giải khai trên người độc tố, cứ như vậy mà nói, ta chẳng phải là đem tỷ tỷ cho hại. Vừa nghĩ tới vừa rồi Trác đi về đông nói tới nội dung, Trác Tuấn đơn giản hối hận không kịp. Hắn mái trèo Trần mời đến, là muốn nhường Diệp Trần hỗ trợ giải độc. Nhưng mới rồi Diệp Trần đi vào thế gian, lại quả thực có chút trùng hợp. Liền Trác đi về đông, tại cảm ứng được Diệp Trần phá vỡ bên trong thủ hộ nguyên trận thời điểm, cũng quả quyết dừng bước, chính là không muốn nhìn thấy Tuyết Lam công chủ cùng Diệp Trần ở giữa phát sinh quan hệ tràng cảnh. Cho nên ta mới nói, mặc kệ kẻ này phía trước như thế nào, sau đó, hắn nhất định phải đối với Tuyết Lam phụ trách, bằng không mà nói, kết quả hắn tuyệt đối đảm đương không nổi. Trác đi về đông ngữ khí đạm nhiên, thế nhưng là sắc khí nhưng như cũ mãnh liệt. Trác Tuấn thở dài một cái, cũng không nói chuyện. Đến rồi bây giờ, Trác Tuấn cũng không biết nên xử lý như thế nào dưới mắt hỗn loạn quan hệ. Bọn hắn đi ra, Trác đi về đông ánh mắt, đột nhiên chuyển hướng phía trước cung điện. Tòa cung điện này chỗ sâu, có Trác đi về đông tự tay bố trí ngăn cách linh hồn dò thám biết phòng ngự vòng bảo hộ, cho nên Trác đi về đông có thể tinh tường cảm ứng được, có người từ nơi này tầng phòng ngự trong hộ cháo, đi ra. Sau một lát, Diệp Trần cùng Tuyết Lam công chủ thân ảnh, tại cung điện địa điểm lối ra xuất hiện, từng bước một hướng về bên ngoài đi ra. Diệp Trần dáng vẻ, vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng. Mà Tuyết Lam công chủ dáng vẻ, nhưng có chút thê thảm, cả người mảnh mai bất lực, trên mặt cũng mang theo một cỗ khó che giấu vẻ mệt mỏi.
Trác đi về đông cùng Trác Tuấn hai người, nhìn thấy Tuyết Lam công chủ bộ dáng, trong lòng lập tức lần nữa nhìn không được thở dài đứng lên. Tuyết Lam công chủ bộ dáng hiện tại, rõ ràng là đã gặp Diệp Trần độc thủ, chịu đủ hủy hoại phía sau bộ dáng. Các ngươi theo ta tới. Trác đi về đông lạnh rên một tiếng, cánh tay vung lên, Diệp Trần mấy người, tất cả đều bị hắn đánh ra sức mạnh bao phủ, vượt qua nửa cái vực chủ phủ, xuất hiện ở một tòa trong mật thất. Vị này vực chủ phủ người chủ sự, hiển nhiên là không muốn để cho ngoại nhân biết được quá có bao nhiêu quan chuyện hôm nay, cho nên mới sẽ trực tiếp mang theo Diệp Trần bọn người rời đi. Trong mật thất, Trác đi về đông ánh mắt tại Diệp Trần trên người mấy người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Tuyết Lam công chủ trên thân. Nhìn chằm chằm Tuyết Lam công chủ, Trác đi về đông trong đôi mắt lộ ra mấy phần nhu tình. Đối với cái này cô con gái, Trác đi về đông đương nhiên 10 phần thương tiếc, cho nên thở dài một cái nói, Lam Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Tuyết Lam công chủ thời khắc này bộ dáng, nhìn qua thực sự hỏng bét. Nhưng mà Tuyết Lam công chủ cũng lộ ra một cái rực rỡ ý cười, đạo, phụ thân, ngươi yên tâm, kể từ sau khi trúng độc, ta chưa bao giờ giống là như bây giờ cảm giác thoải mái qua. Một câu nói, nhưng Trác đi về đông cùng Trác khuôn mặt tuấn tú sắc càng là biến xanh xám. Tuyết Lam công chủ trúng loại kia độc tố, muốn giải độc, e rằng chỉ có một loại phương pháp, mà loại phương pháp, thực sự để cho người ta nói không nên lời. Ngươi gọi Diệp Trần đúng không? Trác đi về đông ánh mắt, biến nghiêm khắc mấy phần, nhìn chằm chằm Diệp Trần, đạo chuyện hôm nay nên như thế nào kết thúc, tự ngươi nói à. Diệp Trần nhìn chằm chằm Trác đi về đông, trên mặt lộ ra mê hoặc thần sắc. Căn bản vốn không tin tưởng, Trác đi về đông rốt cuộc là ai. Bất quá Trác đi về đông trên thân vẻ này cự đầu cấp khí tức, nhưng Diệp Trần không dám tùy ý làm càn. Nhìn thấy Diệp Trần bộ dáng như thế, Trác Tuấn ở một bên giải thích nói, Diệp huynh, đây là ta phụ thân, cũng là vực chủ phủ bên trong người chủ sự, ngoại nhân đồng dạng xưng hô ta phụ thân vì Trác phủ chủ. Trác phủ chủ, Diệp Trần hướng về phía Trác đi về đông thi lễ một cái. Tiếp đó bình tĩnh nói, ta phía trước đã cùng Trác Tuấn công tử đề cập qua, ta giúp Tuyết Lam công chủ giải độc, nhưng mà vực chủ phủ, cũng phải giúp ta làm một chuyện, này, nghĩ đến Trác Tuấn công tử thì sẽ không đổi ý. Làm loại chuyện này, còn muốn theo ta có kè mặc cả. Trác đi về đông lông mày nhướn lên, chịu đựng lửa giận đạo, ta hỏi, là ngươi cùng Lam Nhi chuyện giữa, đừng nói cho ta, ngươi dự định đi thẳng một mạch. Các loại, phụ thân, sự tình không giống như ngươi nghĩ. Đứng ở một bên Tuyết Lam công chủ, bây giờ giống như đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng đạo, ta và Diệp công tử ở giữa, cũng không phát sinh quan hệ thế nào, hơn nữa Diệp công tử còn giúp ta đem thể nội độc tố, đuổi non nửa, chỉ cần Diệp công tử chịu hỗ trợ, độc trong người ta làm, sớm muộn có thể thanh trừ. Cái gì? Trác Tuấn cùng Trác đi về đông, giật nảy cả mình. Trác đi về đông bản thân, càng là trực tiếp nắm Tuyết Lam công chủ cổ tay, cẩn thận cảm ứng. Sau một lát, trong con ngươi của hắn lộ ra kinh ngạc chi ý, nhìn không được lắc đầu nói, không thể tưởng tượng nổi, kẻ này vậy mà thật sự có biện pháp giúp ngươi giải độc. Lấy Trác đi về đông cự đầu cấp tu vi, tự mình cảm thụ Tuyết Lam công chủ tình trạng, đương nhiên lập tức phân biệt ra được, Tuyết Lam công chủ cùng Diệp Trần ở giữa, tựa hồ cũng không phát sinh hắn dự đoán loại sự tình này. Ánh mắt một lần nữa trở lại Diệp Trần trên thân, Trác đi về đông hít sâu một hơi đạo, Diệp Trần tiểu hữu, mới vừa rồi là ta hiểu lầm, ta xin lỗi ngươi. Bất quá Lam Nhi trên người độc tố, e rằng vẫn làm phiền ngươi, mặc kệ bất kỳ giá nào, ta đều có thể tận lực thỏa mãn tiểu hiếu. Nhìn xem Trác đi về đông thái độ đại biến, Diệp Trần hơi suy tư, các mấu chốt trong đó, đương nhiên cũng rất nhanh nghĩ thông suốt. Lắc đầu cười khổ một tiếng, Diệp Trần đạo Trác phủ chủ, điều kiện của ta vẫn là trước đây điều kiện, ta muốn Trác phủ chủ hỗ trợ cứu một người người. Cứu người, Trác đi về đông nhìn chằm chằm Diệp Trần. Mà một bên Tuyết Lam công chủ, trên mặt đã lộ ra bừng tỉnh thần sắc, cũng chỉ có nàng, mới biết được Diệp Trần cùng Trác Thanh Vận chuyện giữa. Vực chủ phủ bên trong, có một bàng chi nữ tử, tên là Trác Thanh Vận, nghe nói nàng thay Tuyết Lam công chủ vị trí, muốn gả cho Yến Vân Huyễn, ta muốn nhường Trác phủ chủ hỗ trợ, ngăn cản chàng hôn sự này. Diệp Trần chậm rãi đem chính mình điều kiện, nói ra. Trác đi về đông thần sắc, vốn là 10 phần nhẹ nhõm, nhưng mà nghe Diệp Trần nói xong, sắc mặt của hắn lập tức biến vô cùng ngưng trọng. Trần chờ phút chốc, Trác đi về đông vẫn lắc đầu nói, Diệp Trần, nếu là sự tình khác, ta có thể giúp ngươi, nhưng mà chuyện này, ta e rằng không cách nào đến giúp ngươi. Đây là vì cái gì? Diệp Trần nhíu mày nói. Trác đi về đông chính là vực chủ phủ người chủ sự, quyền hạn cực lớn,
Điểm ấy chỉ là từ hắn trên xưng hô, cũng có thể thấy được. Được xưng là Trác phủ chủ, có thể thấy được Trác đi về đông tại vực chủ phủ quyền thế mạnh. Loại tình huống này, Trác đi về đông vậy mà nói không cách nào hỗ trợ giải cứu Trác Thanh Vận, đích xác có chút làm cho người ta không cách nào tin nổi. Trác đi về đông trầm ngâm chốc lát, đạo, Diệp Trần, ngươi biết thiên mệnh nhân duyên sao? Không đợi Diệp Trần trả lời, Trác đi về đông đã tiếp tục giải thích nói cái này thiên mệnh nhân duyên, chính là Vũ Hoàng Vương Chiêu, một vị tinh thuật đại sư, căn cứ vào tinh tượng suy diễn ra một hồi nhân duyên, chỉ cần phù hợp thiên mệnh nhân duyên điều kiện nam nữ, cũng sẽ bị Vũ Hoàng Vương Chiêu ban hôn, sau này càng là muốn đi trước trong hoàng thành, tu hành một môn tên là thiên mệnh nhân duyên kiếm kiếm thuật, nghe nói cái này thiên mệnh nhân duyên song phương, chỉ cần có thể kết thành vợ chồng. Sau này tu hành, sẽ tiến triển cực nhanh, cuối cùng càng là có thể trở thành Vũ Hoàng Vương Chiêu trụ cột một dạng tồn tại. Cho nên, bất luận cái gì một đôi thiên mệnh nhân duyên, đều sẽ bị bệ hạ ban hôn, những người khác, không thể chống lại, mà như lời ngươi nói Trác Thanh Vận cùng Yến Vân Huyến, chính là như vậy một đôi thiên mệnh nhân duyên, đừng nói là ta, liền xem như vực chủ đại nhân, cũng không khả năng vi phạm võ hoàng bệ hạ. Vẫn còn có loại chuyện này, Diệp Trần cùng Trác Tuấn Tuyết Lam công chủ ba người, bây giờ tất cả đều mắt trợn tròn. Liền Trác Tuấn cùng Tuyết Lam công chủ, cũng không biết trận hôn nhân này, còn có dạng này nội tình. Sửng sốt một chút, Trác Tuấn có chút khó hiểu nói, phụ thân, nếu là Trác Thanh Vận cùng Yến Vân Huyến là thiên mệnh nhân duyên lời nói, vì cái gì phía trước triều đình ban hôn nhân, nhưng là tỷ tỷ và Yến Vân Huyến hai người đâu? Trác đi về đông mặt lộ vẻ ý xấu hổ đạo, đó là bởi vì, tỷ tỷ ngươi trên người thiên mệnh nhân duyên, bị chuyển rời đến Thanh Vận cái nha đầu kia trên thân, chuyện này xem như ta có lỗi với Thanh Vận cái nha đầu kia, bất quá tỷ tỷ ngươi đã bị Yến tộc hại thành như thế. Ta thực sự không muốn để cho tỷ tỷ ngươi tiếp tục đi tới Yến tộc chịu khổ, cho nên mới sinh ra loại này tư tâm. Trận này đem Trác Thanh Vận đẩy vào hố lửa nhân duyên, hoàn toàn chính xác xem như Trác đi về đông một mảnh tư tâm. Bất quá, liền xem như Diệp Trần, cũng không cách nào dùng cái này tới trách cứ Trác đi về đông. Trác đi về đông sở dĩ làm như vậy, nói cho cùng, vẫn là vì Tuyết Lam công chủ, mặc dù cử động lần này đích xác có chút ích kỷ. Nhưng mà thế gian người, lại có cái kia có thể làm đến chân chính đại công vô tư. Trác đi về đông mà nói, vốn là nhường Diệp Trần tương đương thất vọng, nhưng mà cuối cùng cái này vài câu, lại làm cho Diệp Trần sinh ra hy vọng, đạo, Trác phủ chủ, nói như vậy, vẫn có biện pháp có thể sửa chữa cái này thiên mệnh nhân duyên à. Chỉ cần sửa đổi cái này thiên mệnh nhân duyên, võ hoàng bệ hạ liền không có lý do lại trách cứ chúng ta. Thiên mệnh nhân duyên, chỉ có thể thay đổi vị trí một lần, theo lý thuyết. Thanh Vận nha đầu kia trên người thiên mệnh nhân duyên, đã không thể sửa đổi, muốn ngăn cản Trác Thanh Vận gả cho Yến Vân Huyến mà nói, chỉ có một biện pháp, đó chính là đem Yến Vân Huyến trên người thiên mệnh nhân duyên khí vận chuyển rời đến trên người những người khác, cho đến lúc đó, Trác Thanh Vận vẫn phải lập gia đình, thế nhưng là không phải gả cho Yến Vân Huyến. Trác đi về đông ngữ khí trầm ổn, đem tình huống phân tích một chút, nhưng mà cuối cùng nhưng lại thở dài đứng lên, bất quá chuyện này muốn làm thành, lại không thể coi thường. Yến Vân Huyến chính là Yến tộc thiếu tộc trưởng, bên cạnh quanh năm hộ vệ lấy nhóm lớn cao thủ, như muốn trên người thiên mệnh nhân duyên khí vận cướp đoạt, độ khó to lớn, vượt qua tưởng tượng. Coi như lại khó, ta cũng muốn thử một lần. Diệp Trần thần sắc kiên quyết nói, Trác phủ chủ, chuyện này còn muốn mời ngươi chỉ điểm một hai, trừ cái đó ra, như thế nào thay đổi vị trí cái này thiên mệnh nhân duyên khí vận, cũng đồng dạng cần ngươi tới hỗ trợ. Trác đi về đông đối với cái này ngược lại là không có bao nhiêu do dự. Trực tiếp gật đầu đạo, hảo, lần này ta liền không thèm đếm xỉa, giúp các ngươi một cái. Đông vực vực thành. Một tòa cực kỳ xa hoa trên tiểu lâu, hai tay đã khôi phục hoàn chỉnh Yến Vân Huyến, mặt mũi tràn đầy lệ khí, cơ hồ bị điên đồng dạng đem trước mặt tất cả mọi thứ, toàn bộ đánh nát. Nếu không phải tòa này lầu nhỏ có nguyên trận gia trì mà nói, e rằng liền tòa này lầu nhỏ, cũng sẽ bị Yến Vân Huyến cho hủy đi. Trong tiểu lâu vô số thị nữ, nơm nớp lo sợ trốn ở một bên. Căn bản không dám tiến lên nói nhiều một câu. Ngay mới vừa rồi, một cái Yến Vân Huyến thích nhất thị nữ xinh đẹp, đánh bạo tiến lên, muốn thuyết phục Yến Vân Huyến vài câu, kết quả ngay cả lời đều không nói ra, liền bị Yến Vân Huyến đánh thành một đống thịt nát. Đáng chết, đều đáng chết, Yến Vân Huyến trong miệng, giống như dã thú, không ngừng gầm thét. Đát, đát, lầu nhỏ trên bậc thang, đột nhiên truyền đến âm thanh. Một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bào nam tử, từ lầu một, đi tới. Ánh mắt quét mắt một mắt trong tiểu lâu tình huống, hắc bào nam tử lạnh giọng nói, đều cút ra ngoài cho ta. Trốn ở một bên những thị nữ kia,
phần lớn thở dài một hơi, vội vã từ thang lầu chạy xuống đi. Đợi đến tầng lầu này tầng, chỉ còn lại có nổi điên Yến Vân Huyến sau đó, hắc bào nam tử, lúc này mới đi về phía trước mấy bước, đạo thiếu tộc trưởng, nên tỉnh. Hắc bào nam tử thanh âm, giống như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, vậy mà nhường Yến Vân Huyến tràn ngập tia máu con mắt, dần dần bình tĩnh trở lại. Miệng lớn thở hổn hển, Yến Vân Huyến đặt mông ngồi sập xuống đất. Thân là thần đạo cường giả, tư thế này, thực sự có chút mất mặt. Bất quá cũng may, bây giờ ở đây cũng không người ngoài ở tại, cho nên Yến Vân Huyến cũng không thèm để ý, thở dốc vài tiếng, trong ánh mắt mang theo lãnh ý, quay đầu nhìn về phía hắc bào nam tử kia, đạo, Lệ tiên sinh, ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến? Trên đường có một số việc, chậm trễ chút thời gian. Hắc bào nam tử ngữ khí đạm nhiên, đạo thiếu tộc trưởng đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ở nơi này vực thành nội, còn có người dám trêu chọc ngươi không thành? Tuy Yến tộc gần nhất cùng vực chủ phủ quan hệ có chút không hòa thuận, nhưng mà thiếu tộc trưởng dù sao chính là triều đình công nhận thiên mệnh nhân duyên một trong, liền xem như vực chủ phủ, chỉ sợ cũng không muốn dễ dàng đắc tội thiếu tộc trưởng ngươi đi. Đắc tội ta, dĩ nhiên không phải vực chủ phủ, mà là Nguyên Thủy Tông một cái tên là Diệp Trần xúc sinh. Nâng lên Diệp Trần tên, Yến Vân Huyến trong đôi mắt, tựa hồ lần nữa tràn ngập ra vô cùng sát ý. Diệp Trần, hắc bào nam tử hơi trầm ngâm, đạo cái tên này ta mới vừa vào thành liền nghe qua, chừng 20 tuổi, liền có thể trực tiếp danh liệt Đông Vực Phong Vân bảng đệ tứ ngàn tên, bực này thiên phú, ngược lại là kinh người đến cực điểm. Hắc bào nam tử đối với Diệp Trần tán dương, nhưng Yến Vân Huyến lần nữa nổi giận, gầm rú đạo, Lệ tiên sinh, ta muốn tên xúc sinh này chết, chỉ cần có thể làm đến điểm ấy, ta liền giúp ngươi thuyết phục phụ thân ta, vận dụng Yến tộc sức mạnh, để các ngươi địa phủ môn tại Đông Vực đứng vững gót chân. Yến Vân Huyến điều kiện, hắc bào nam tử tựa hồ cực kỳ để ý, áo bào đen rì rào run rẩy phút chốc, hắc bào nam tử thân ảnh mới lần nữa truyền ra, đạo, hảo, ta liền giúp thiếu tộc trưởng đạt tới tâm nguyện này, bất quá dưới mắt vực thành nội đề phòng xâm nghiêm, muốn đối với người này động thủ, chỉ có chờ hắn rời đi vực thành mới có thể. Cái này không thành vấn đề, ta sẽ điều động nhân thủ, ngày đêm nhìn chằm chằm Diệp Trần, chỉ cần hắn dám can đảm rời đi vực thành một bước, liền để hắn chết không nơi táng thân. Yến Vân Huyến cắn răng nói. Diệp huynh, ngươi thật muốn lấy chính mình mà mồi nhử, tới dẫn dụ Yến Vân Huyến rời đi vực thành, tiếp đó ra tay với hắn. Vực chủ phủ cửa ra vào, Diệp Trần cùng Trác Tuấn hai người, cùng đi ra, Trác Tuấn trên mặt, mang theo vài phần lo lắng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Diệp Trần thân sắc, lại có vẻ bình tĩnh vô cùng, chờ Trác Tuấn nói thầm một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói, Trác công tử chắc đúng Yến Vân Huyến người này hết sức quen thuộc, ngươi cảm thấy, xảy ra chuyện hôm nay sau đó, ta và Yến Vân Huyến ở giữa, quan hệ còn có thể hòa hoãn sao? Trác Tuấn lắc đầu nói, cái này, chỉ sợ là không thể nào, Yến Vân Huyến người này nguyên bản là lòng dạ nhỏ mọn, tẩu hỏa nhập ma sau đó, càng là giống như điên rồ, hôm nay Diệp huynh đem hắn hai tay chém rụng, tuy lấy Yến tộc thực lực, rất dễ dàng liền có thể nhường hai cánh tay hắn khôi phục, thế nhưng là Yến Vân Huyến là tuyệt đối không có khả năng buông tha Diệp huynh ngươi. Diệp Trần khẽ mỉm cười nói, cái này không là được rồi, dưới mắt ta nếu là không nghĩ biện pháp đối phó Yến Vân Huyến, hắn cũng tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế nhằm vào ta, hơn nữa còn là muốn để cho ta vạn kiếp bất phục loại kia, nhân cơ hội này, chúng ta vừa vặn thiết kế một phen, nhường hắn tự chui đầu vào lưới. Nâng lên những thứ này, Diệp Trần trong đôi mắt, lập tức mang tới kiên định chi ý. Vừa rồi tại vực chủ phủ bên trong, Diệp Trần đã từ chắc đi về đông trong miệng, đem có quan hệ thiên mệnh nhân duyên sự tình, kỹ càng hỏi rõ. Cái này thiên mệnh nhân duyên, Vũ Hoàng Vương Chiêu hoàn toàn chính xác 10 phần xem trọng, cho nên mới sẽ cố ý ban hôn. Nhưng mà, thiên mệnh nhân duyên nhân vật chính rốt cuộc là ai, Vũ Hoàng Vương Chiêu lại cũng không phải là quá quan tâm. Cái này cũng là vì cái gì, chắc đi về đông dám can đảm tự mình động thủ, đem Tuyết Lam công chủ trên người thiên mệnh nhân duyên khí vận, chuyển tới chắc thành vận trên người nguyên nhân. Chắc đi về đông bọn người, đối với Yến tộc người, kỳ thực đã sớm căm thù đến tận xương tủy, vực chủ phủ cùng Yến tộc quan hệ trong đó, càng là đã xuống tới điểm đóng băng. Yến Vân Huyến sở dĩ dám can đảm nghênh ngang đến đây vực thành, ỷ vào, không chỉ là hắn thân là Yến tộc thiếu tộc trưởng thân phận, chủ yếu hơn, là bởi vì hắn chính là thiên mệnh nhân duyên một trong những nhân vật chính. Cái thân phận này, đơn giản có thể xưng Yến Vân Huyến hộ thân phù. Chỉ cần Diệp Trần có thể đem Yến Vân Huyến trên người thiên mệnh nhân duyên khí vận rút đi, đến lúc đó, Yến Vân Huyến trên người cái bùa hộ mệnh này, thì sẽ hoàn toàn tiêu thất, dù cho có người giết Yến Vân Huyến, đắc tội, cũng bất quá là một cái Yến tộc mà thôi.
Diệp Trần như là đã quyết định muốn giúp Trác Thanh Vận, đương nhiên đã sớm bắt đầu suy xét đối phó Yến Vân Huyễn biện pháp. Yến Vân Huyễn bên cạnh, quanh năm đi theo một đám yến tộc cao thủ, muốn ra tay với hắn, 10 phần không dễ. Liền Trác đi về đông, trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới đối phó Yến Vân Huyễn. Đến cuối cùng, vẫn là Diệp Trần đưa ra một cái phương pháp, đó chính là lấy hắn tự thân làm mồi nhử, dẫn dụ Yến Vân Huyễn mắc câu. Diệp Trần cùng Yến Vân Huyễn ở giữa, nguyên bản cũng không bao nhiêu ân oán, thế nhưng là hôm nay thủy tạ một hồi, Diệp Trần dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp đem Yến Vân Huyễn hai tay chém xuống. Diệp Trần đối với cái này tất nhiên không quan trọng, nhưng mà Yến Vân Huyễn cũng tuyệt đối sẽ đối với Diệp Trần hận thấu xương. Cho nên chỉ cần Diệp Trần rời đi vực thành, hơi thi thủ đoạn, Yến Vân Huyễn tuyệt đối sẽ theo tới, tìm Diệp Trần báo thù. Kế hoạch mặc dù không tệ, nhưng mà nguy hiểm trong đó tính chất, nhưng là người người đều biết. Liền Trác Tuấn cũng cảm thấy kế hoạch này thực sự quá tải mạo hiểm. Quả thật, vực chủ phủ có thể âm thầm điều động cao thủ, trợ giúp Diệp Trần đối kháng yến tộc cao thủ. Thế nhưng là vấn đề là, Diệp Trần tất nhiên dự định lấy chính mình làm mồi nhử, vậy thì khẳng định muốn lẻ loi một mình, đem Yến Vân Huyễn bọn người dẫn xuất đi, tại vực chủ phủ cao thủ đuổi tới phía trước, Diệp Trần nếu là gánh không được Yến Vân Huyễn đám người công kích, e rằng lập tức liền sẽ chết không toàn thây. Trác Tuấn mái trèo Trần đưa đến vực chủ phủ bên ngoài, thở dài một tiếng, vẫn dự định thuyết phục Diệp Trần từ bỏ kế hoạch này, chưa chờ hắn mở miệng, Diệp Trần lại cười nói, Trác công tử, ngăn trở, ngươi cũng không cần nhiều lời, Yến Vân Huyễn thân phận đặc thù, ta đây cái kế hoạch, cũng là duy nhất có thể đem hắn bắt biện pháp, Trác phủ chủ chính là minh bạch điểm ấy, cho nên mới vẫn không có ngăn cản ta. Trác đi về đông tại Trác Tuấn trong lòng, một mực là thần tượng y hệt, nghe Diệp Trần nâng lên Trác đi về đông, hắn lập tức đem lời muốn nói nuốt xuống, đạo, tốt a, đã ngươi đã quyết định, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi, yến tộc những tên kia, can đảm dám đối với tỷ tỷ của ta ra tay, sớm nên chịu đến trừng phạt. Mặc dù quyết định thiết kế Yến Vân Huyễn, thế nhưng là Diệp Trần cũng không có gấp gáp động thủ. Yến Vân Huyễn dù sao cũng là yến tộc thiếu tộc trưởng, bên cạnh cao thủ đông đảo, muốn bắt lấy hắn, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào mới có thể. Hơn nữa lần này kế hoạch, cần Diệp Trần cùng vực chủ phủ chung sức hợp tác, giữa song phương, cũng cần một đoạn thời gian tới rèn luyện. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Trần một mực tại vực thành các nơi đi lại. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Trần chỉ là tùy ý tại vực thành nội đi dạo mà thôi, nhưng mà chỉ có Diệp Trần chính mình tin tưởng, trên thực tế, hắn tại đi lang thang đồng thời, cũng tại cùng vực chủ phủ cao thủ, không ngừng liên lạc. Đông vực vực chủ phủ, xem như Vũ Hoàng Vương Chiêu chỗ sách phong đông vực kẻ thống trị, vực chủ phủ cao thủ, số lượng đương nhiên rất nhiều. Chỉ bất quá, lần hành động này vì cam đoan bí mật, cho nên Trác đi về đông cố ý điều động võ giả, tất cả đều là rất ít trước mặt người khác lộ diện cao thủ, vực chủ phủ trên mặt nổi võ giả thì một cái cũng không có ra mặt. Trác đi về đông ngược lại là đưa cho Diệp Trần đầy đủ tân nhiệm, những thứ này vực chủ phủ võ giả, bây giờ tất cả đều phải nghe theo Diệp Trần chỉ lệnh. Liên tục tại vực thành các nơi, cùng những võ giả này âm thầm trao đổi qua sau đó, Diệp Trần đã đại khái nắm giữ, trong tay mình tổng cộng có bao nhiêu sức mạnh. Cố lực lượng này, chính là hắn kế tiếp đối phó Yến Vân Huyễn mấu chốt. Đêm khuya, vực thành nội, đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Nguyên Thủy Tông trụ sở, trong một gian mật thất, Diệp Trần khoanh chân ngồi ở chỗ này. Tổ thần cấp cao thủ 3 người, huyền thần cấp cao thủ 9 người, cộng thêm hư thần cấp cao thủ 31 người, Trác phủ chủ lần này ngược lại là đại thủ bút, chỉ một cái điều động nhiều cao thủ như vậy, tùy ý ta chỉ huy. Diệp Trần hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà trong đầu, lại không ngừng dần hiện ra lần lượt từng thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, chính là Diệp Trần mấy ngày nay nhìn thấy vực chủ phủ cao thủ. Có thể được vực chủ phủ coi trọng võ giả, nhất định là võ giả chính giữa tinh anh. Tinh anh như vậy võ giả, một khi tu vi đạt đến huyền thần thậm chí tổ thần cấp, thực lực mạnh, sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng. Dù cho là Diệp Trần, đang lặng lẽ cùng những võ giả này bằng hữu thời điểm, đã từng ở trong đó mấy trên thân người, cảm thấy một cỗ bức nhân khí tức. Có thể làm cho Diệp Trần sinh ra loại cảm giác này, có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh, tuyệt đối tại Diệp Trần phía trên. Đối với cái này, Diệp Trần đương nhiên sẽ không để ý. Cái này 43 người võ giả, chính là Diệp Trần hôm nay dựa dẫm, muốn thành công đem Yến Vân Huyễn hàng phục, nhất định phải cái này 43 người võ giả, toàn lực tương trợ mới có thể. Trừ bọn họ, chính ta cũng muốn chuẩn bị đầy đủ, đem chính mình trạng thái, điều chỉnh đến tốt nhất.
Diệp Trần hai con ngươi chợt mở ra, thân ảnh cũng bỗng nhiên đứng lên. Huyết khiếu trưởng. Diệp Trần hai tay vung lên, một cỗ huyết khí nồng đậm ở nơi này căn mật thất bên trong tràn ngập ra. Diệp Trần huyết khiếu trưởng đã tu luyện đến thứ 12 trưởng, liền thứ 13 trưởng, Diệp Trần cũng lớn có cảm ngộ. Bất quá, hắn cũng không có gấp gáp tu luyện thứ 13 trưởng, mà là lật đi lật lại, không ngừng ở đánh phía trước cái này 12 trưởng. Đối với này khắc Diệp Trần mà nói, tiếp tục lĩnh ngộ huyết khiếu trưởng cũng không phải mấu chốt, dưới mắt đối với Diệp Trần là tối trọng yếu, vẫn là như thế nào ngưng luyện huyệt khiếu. Mượn nhờ huyết khiếu trưởng, Diệp Trần đã thành công ngưng luyện ra một chỗ huyệt khiếu, từ đó để cho mình thực lực tăng nhiều. Chỉ là đáng tiếc, vẹn vẹn đông lại chỗ này huyệt khiếu, tựa hồ liền đem Diệp Trần trải qua thời gian dài góp nhặt nội tình tiêu hao sạch sẽ, tùy ý Diệp Trần như thế nào nếm thử, cái này đệ nhị chỗ huyệt khiếu, căn bản không có một tia đông lại dấu hiệu. Diệp Trần tới tới lui lui, đem huyết khiếu trưởng phía trước 12 trưởng giao đấu hơn lượt, lúc này mới bàn tay vung lên, đem bốn phía huyết khí, một lần nữa thu hồi. Muốn ngưng kết cái này đệ nhị chỗ huyệt khiếu, chỉ dựa vào chính ta, chỉ sợ là không thành, nhất định phải mượn nhờ một ít dược tính mạnh mẽ linh dược, mới có thể ngưng kết thành công. Diệp Trần đứng tại chỗ, trong đầu lại sinh ra dạng này cảm ngộ. Ngưng luyện huyệt khiếu, đối với võ giả mà nói, có thể tăng lên cực lớn võ giả nhục thân cường độ. Bất quá lấy vạn cổ thần tùy trải qua góc độ nhìn, ngưng luyện huyệt khiếu, kỳ thực cũng chính là để thăng nhục thân độ tinh khiết quá trình. Trực tiếp đem võ giả nhục thân tăng lên tới huyệt khiếu trình độ, căn bản không có khả năng, cho nên võ giả chỉ có thể một chút, ở trên người ngưng tụ ra 360 cái huyệt khiếu, từ đó để cho mình trên thân, nắm giữ 360 cái cực độ thuần túy điểm. Cuối cùng, võ giả lại mượn những thứ này thuần túy đến mức tận cùng điểm, một chút cải tạo tự thân, nhường võ giả toàn thân, tất cả đều biến cực độ thuần túy. Muốn đem nhục thân độ tinh khiết tăng lên tới huyệt khiếu trình độ, chỉ là dựa vào võ giả tự thân, đương nhiên không có khả năng. Võ giả khí huyết liền xem như cường đại trở lại, có thể ngưng tụ ra một chỗ huyệt khiếu, đã coi như là kinh người. Dù sao cái này mỗi một chỗ huyệt khiếu ngưng kết, đều cần tiêu hao cực kỳ năng lượng khổng lồ. Những năng lượng này, võ giả nhục thân của mình không cách nào cung cấp, cũng chỉ có thể dựa vào ngoại giới năng lượng tới tiếp cận. Tu luyện huyết khiếu trường sinh ra cảm ngộ mới, Diệp Trần có chút mừng rỡ, kiếm trong tay quang thiểm qua, quân vương thánh kiếm xuất hiện ở Diệp Trần trong tay. Kiếm quang hắc hắc, Diệp Trần tại trong mật thất, đánh ra từng đạo kiếm khí. Hồng quang tham lang kiếm phía trước hai kiếm, Diệp Trần bây giờ đã sử dụng lô hỏa thuần thanh. Liền cái này hai cái cùng kiếm điển dung hợp, cũng gần như sắp phải hoàn thành. Bất quá cái này kiếm thứ ba, Diệp Trần lại chậm chạp không có thể thi triển đi ra. Loại cảm giác này, nhưng Diệp Trần trên mặt nguyên bản hiện lên vui mừng, cấp tốc tiêu thất. Rõ ràng, ta đã cảm thấy hồng quang tham lang kiếm cái này để tam kiện hoàng kiếm tồn tại, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có biện pháp đem một kiếm này thi triển đi ra, thực sự để cho người ta buồn bực. Diệp Trần trong lòng, âm thầm cô. Dưới mắt hắn sắp nhằm vào Yến Vân Huyễn, cho nên khi nhiên hy vọng thực lực của mình càng mạnh càng tốt. Cái này hồng quang tham lang kiếm, mặc dù chỉ là thần cấp kiếm pháp bên trong, chỉ có thể coi là phổ thông. Nhưng nếu là Diệp Trần có thể đem hồng quang tham lang kiếm hoàn toàn nắm trong tay, môn này uy lực kiếm pháp cũng tuyệt đối không thể coi thường. Võ học cấp thần mặc dù bị xưng là võ giả cấp thần, cũng là bởi vì đây là thần đạo võ giả, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính võ giả. Bất quá cũng không phải tất cả võ giả cấp thần, tất cả đều sẽ ở thần đạo võ giả trong tay rực rỡ hào quang. Cũng có rất nhiều võ giả cấp thần, tu hành điều kiện quá cao, người bình thường căn bản là không có cách dễ dàng đem tu luyện thành công. Mà Diệp Trần lại tại tu hành hồng quang tham lang kiếm cũng liền hơn tháng thế gian bên trong, đem hồng quang tham lang kiếm tu luyện đến kiếm thứ ba trình độ, loại tiến bộ này tốc độ, đơn giản kinh người. Cũng bởi vậy có thể thấy được, cái này hồng quang tham lang kiếm, hoàn toàn chính xác thích hợp Diệp Trần tu luyện. Diệp Trần thân ảnh tại trong mật thất thoáng qua, cả người thân ảnh cơ hồ hoàn toàn biến mất, lớn như vậy mật thất, chỉ còn lại có từng đạo kiếm quang. Hiu! Đột nhiên, Diệp Trần thi triển trong kiếm thuật, một đạo cũng không nổi bật kiếm khí màu vàng xuất hiện. Luồng kiếm khí màu vàng này, chợt xuất hiện, lập tức đem bốn phía tất cả kiếm khí, tất cả đều thôn phệ, đã biến thành một đạo to lớn vô cùng kiếm khí, một tiếng ầm vang, hướng về Diệp Trần chém tới. Két! Ở nơi này đạo hoàng sắc kiếm khí, sắp đâm đến Diệp Trần trên người thời điểm, lại đột nhiên răng rắc một tiếng, tan thành mây khói.
Hồng Quang tham lang kiếm cái này kiếm thứ ba, ta cuối cùng là thi triển ra, chỉ là đáng tiếc, ta thi triển một kiếm này thực sự quá tải phí sức, trong thời gian ngắn, một chiêu này kiếm pháp, chỉ sợ là không cách nào đến giúp ta. Diệp Trần có chút thất vọng, đem Quân Vương Thánh kiếm thu hồi, lần nữa ngồi xuống, hơi ngưng thần, trên thân lập tức xuất hiện một đầu to lớn man ngưu hư ảnh. Man ngưu gào thét, tại Diệp Trần bên cạnh, không ngừng vần quanh đứng lên. Huyết khiếu trưởng, kiếm đạo, nguyên thần 12 cuốn, những thứ này, chính là Diệp Trần bây giờ thủ đoạn mạnh nhất. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Diệp Trần còn có một môn vạn cổ thần tùy trải qua, có thể nói quan trọng nhất, chỉ cần có thể nhường Diệp Trần tu luyện vạn cổ thần tùy trải qua tiến thêm một bước, Diệp Trần thực lực tuyệt đối có thể lần nữa tăng vọt. Đáng tiếc, Diệp Trần tu luyện vạn cổ thần tùy trải qua, vừa mới đem tu luyện đến đỏ đá hoa cương thạch cảnh. Cùng Diệp Trần huyết khiếu trưởng một dạng, cái này vạn cổ thần tùy trải qua, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần cũng không khả năng có bất kỳ tiến bộ. Hao phí không đến một nén nhang thế gian, Diệp Trần đã đem tự mình tu luyện rất nhiều võ học, đều thi triển một lần. Trước khi đại chiến, Diệp Trần cử động lần này, cũng coi như là vì sắp mà đến tranh đấu làm nóng người. Đem trên người man ngưu hư ảnh, chậm rãi xua tan, Diệp Trần hít sâu một hơi, bàn tay huy động, phù đồ cổ tháp, lập tức xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần một tay dán tại phù đồ cổ tháp phía trên, bắt đầu cảm ứng trong tháp tình huống. Thời khắc này phù đồ cổ trong tháp, trọng yếu nhất, đương nhiên là cây kia thế giới thần thụ. Theo cái này khỏa thế giới thần thụ hoàn thành lần thứ nhất thuế biến, thế giới thần thụ bản thân, vậy mà biến hung lệ rất nhiều. Cho nên Diệp Trần dễ dàng ở giữa, căn bản không dám nhường thế giới thần thụ rời đi phù đồ cổ tháp, càng thêm không dám tùy tiện lại tiếp tục nhường cái này khỏa thế giới thần thụ hấp thu năng lượng. Nếu là để cho từ cái này khỏa thế giới thần thụ tiếp tục phát triển tiếp, đầu tiên bị thôn phệ, chỉ sợ sẽ là Diệp Trần chính mình. Liền phù đồ cổ tháp, bây giờ cũng bất quá mới miễn cưỡng đem thế giới thần thụ chấn áp lại, nếu là thế giới thần thụ lại tiếp tục phát triển tiếp, liền xem như phù đồ cổ tháp, cũng không khả năng lại chấn áp lại thế giới thần thụ. Một khi Diệp Trần trong tay không có khắc chế thế giới thần thụ bảo vật, lá kia Trần hạ tràng, có thể tưởng tượng được. Thế giới thần thụ, chính là trong tay của ta lớn nhất át chủ bài, không dễ dàng có thể thi triển, nhưng nếu là thi triển, chắc chắn sẽ để nó biến càng thêm cường đại, cho nên trước đó, ta cần để cho phù đồ cổ tháp trở nên càng mạnh mẽ hơn, miễn cho không cách nào chấn áp thế giới thần thụ. Diệp Trần hai chân khoanh lại mà ngồi, một cái tay khác, lại chậm rãi triệu hoán ra mặt khác một tòa tiểu tháp. Tòa này tiểu tháp, chính là Diệp Trần từ xích hỏa trong tiểu thế giới lấy được 7 tầng linh lung tháp. Ban đầu ở xích hỏa tiểu thế giới, Diệp Trần đã tinh tường cảm ứng được, tòa này 7 tầng linh lung tháp, cùng mình trong tay phù đồ cổ tháp, khẳng định có chút trọng yếu quan hệ. Bằng không mà nói, nhìn thấy cái này 7 tầng linh lung tháp, phù đồ cổ tháp liền không khả năng sinh ra cảm ứng. Phía trước, Diệp Trần một mực không có thời gian tới nghiên cứu những thứ này. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần lại nhất định phải nhanh chóng đem nghiên cứu tinh tường, nếu là có thể đối với Diệp Trần thực lực có chỗ trợ giúp, vậy thì càng tốt bất quá. Phù đồ cổ tháp, 7 tầng linh lung tháp. Diệp Trần nhìn chằm chằm trước mặt hai cái bảo vật. Đơn thuần từ trên ngoại hình nhìn, hai món bảo vật này ngược lại là có rất lớn điểm giống nhau, ít nhất hai cái bảo vật, tất cả đều là hình cái tháp bảo vật. Do dự một chút, Diệp Trần vẫn là khống chế 7 tầng linh lung tháp, một chút tới gần phù đồ cổ tháp. Cái này hai tòa bảo tháp, đụng chạm lấy cùng nhau thời điểm, lập tức sẽ truyền ra một cỗ ý thức, tựa hồ muốn lẫn nhau thôn phệ đối phương. Nhưng mà cái này dù sao cũng là hai cái chân chính tồn tại thần hồn linh bảo, hai cái bảo vật cụ thể muốn thế nào thôn phệ đối phương, Diệp Trần cũng không đoán ra được. Chỉ có thể mắt không chớp nhìn chằm chằm hai món bảo vật này, muốn xem xét cho rõ ràng. Phù đồ cổ tháp cùng 7 tầng linh lung tháp, một chút tới gần đến cùng một chỗ. Nhượng Diệp Trần thất vọng là, trong tưởng tượng của hắn, một món bảo vật trực tiếp nuốt lấy một món khác bảo vật tràng cảnh, cũng không xuất hiện. Hai cái bảo tháp đụng nhau, vừa mới bắt đầu còn có chút rung động, nhưng mà rất nhanh, loại này rung động tiêu thất, hai cái bảo tháp thật giống như hai cái không có chút nào liên quan bảo vật một dạng. Tùy ý đụng nhau, Diệp Trần một cái ý niệm, hai cái bảo vật, cứ như vậy riêng phần mình tản ra. Không có một chút dị thường, chẳng lẽ ta phía trước cảm ứng, cũng là sai lầm. Loại tình huống này, đơn giản nhượng Diệp Trần có chút đau đầu. Hai món bảo vật này, rõ ràng lẫn nhau cảm ứng mãnh liệt, thế nhưng là bây giờ đụng chạm lấy cùng một chỗ, lại vẫn cứ cái gì dị trạng cũng không có phát sinh. Nguyên bản Diệp Trần còn trông cậy vào hai món bảo vật này có thể mang cho hắn một điểm kinh hỉ.
hiện tại xem ra, điểm ấy chờ đợi xem như triệt để thất bại. Duỗi ra một cái tay, Diệp Trần trực tiếp bắt lấy 7 tầng linh lung tháp, dự định đem thu hồi, sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu. Nào có thể đoán được, Diệp Trần tay trưởng, vừa mới bắt lấy 7 tầng linh lung tháp, tòa này 7 tầng linh lung tháp, nhưng thật giống như là hòn đá điêu khắc mà thành một dạng. Diệp Trần tiện tay bóp, tòa này 7 tầng linh lung tháp, lập tức răng rắc một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Loại này dị biến, nhượng Diệp Trần 10 phần chấn kinh, nhanh lên đem 7 tầng linh lung tháp, đặt ở trên mặt đất, trừng to mắt, cẩn thận quan sát. Bất kể nói thế nào, cái này 7 tầng linh lung tháp, cũng là một kiện trọng bảo, giá trị chí cao, không kém hơn một kiện ngàn văn thần khí. Loại bảo vật này, đừng nói Diệp Trần, liền xem như một tôn cự đầu cao thủ, cũng không khả năng dễ dàng đem 7 tầng linh lung tháp đánh vỡ. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần chỉ là tùy ý bóp, 7 tầng linh lung tháp bên trên, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Diệp Trần ngưng thần nhìn chằm chằm 7 tầng linh lung tháp, lại nhìn thấy, ở nơi này 7 tầng linh lung tháp mặt ngoài, đích đích xác xác xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết dạn. Cái này, sẽ không phải thật là ta bóp ra tới à? Diệp Trần vẻ mặt nghiêm túc, cong ngón tay hướng về phía 7 tầng linh lung tháp, nhẹ nhàng bắn ra. Một tiếng thanh thúy âm thanh, từ 7 tầng linh lung tháp bên trên truyền ra. Ngay sau đó, cái này có thể so với ngàn văn thần khí bảo vật, xuất hiện từng đạo vết sách chằng chịt, những thứ này vết sách, cuối cùng xuyên qua đến cùng một chỗ, ầm vang một tiếng, đã biến thành một đống mảnh vụn, chồng chất tại Diệp Trần trước mặt. Có thể so với ngàn văn thần khí bảo vật, cứ như vậy nát. Diệp Trần nhìn chằm chằm cái này một đống mảnh vụn, có chút lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ. E rằng chẳng ai sẽ nghĩ đến, một kiện 7 tầng linh lung tháp, cứ như vậy phế bỏ. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi phù đồ của tháp cùng 7 tầng linh lung tháp đụng chạm nguyên nhân? Diệp Trần nghĩ nghĩ, ánh mắt lần nữa chuyển rời đến phù đồ của tháp phía trên. Từ Diệp Trần lấy ra 7 tầng linh lung tháp đến bây giờ, có khả năng nhường 7 tầng linh lung tháp phát sinh dị biến, tựa hồ cũng chỉ có cái này phù đồ cổ tháp. Phù đồ cổ tháp, chính là Diệp Trần vận dụng vài kiện thần hồn linh bảo, mượn nhờ thánh tộc bí pháp, rèn đúc mà thành. Mặc dù, Diệp Trần một mực 10 phần coi trọng phù đồ cổ tháp, nhưng mà tại Diệp Trần xem ra, cái này phù đồ cổ tháp, e rằng chưa chắc có thể so với 7 tầng linh lung tháp càng thêm chân quý bao nhiêu. Dù sao, một kiện 7 tầng linh lung tháp, đây chính là có thể so với ngàn văn thần khí bảo vật. Phất tay đem phù đồ cổ tháp triệu đến trước mặt mình, Diệp Trần cẩn thận cảm ứng. Theo Diệp Trần ý niệm truyền rời đến phù đồ cổ tháp phía trên, một cỗ nhảy cẫng hoan hô ý thức, lập tức truyền vào Diệp Trần ý thức chỗ sâu. Đây là phù đồ cổ tháp khí linh, truyền lại cho Diệp Trần ý thức. Phù đồ lá chắn, Diệp Trần thần sắc trịnh trọng, trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo vô hình quang thuẫn, lập tức xuất hiện ở Diệp Trần trên thân. Một chiêu này phù đồ lá chắn, vẫn là Diệp Trần ban đầu ở ám thần tộc tế thời điểm, lĩnh ngộ đi ra ngoài. Chỉ là về sau bởi vì, này một chiêu uy lực quá yếu, căn bản ngăn cản không nổi bao nhiêu tổn thương, cho nên mới bị Diệp Trần từ bỏ, rất ít thi triển. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần bên cạnh nổi lên phù đồ lá chắn, nhưng là hoàn toàn đỏ ngầu màu sắc, nhượng Diệp Trần bên cạnh, giống như tạo thành một cái màu máu đỏ lồng khí. Oanh! Diệp Trần hướng về phía tầng này huyết hồng sắc lồng khí, đánh ra một quyền. Tầng này lồng khí, kích đống phút chốc, vậy mà cũng không sụp đổ. Thật mạnh, vậy mà chặn ta một quyền, cái này phù đồ lá chắn uy lực, so với trước đó, ít nhất mạnh gấp trăm lần. Phù đồ cổ tháp dị biến, nhượng Diệp Trần có chút kinh hỉ. Có thể thi triển ra trình độ này phù đồ lá chắn, có thể thấy được, cái này phù đồ cổ tháp, so với phía trước, đích thật là tăng cường rất nhiều. Hẳn là 7 tầng linh lung tháp tất cả tinh hoa, toàn bộ bị phù đồ cổ tháp hấp thu. Diệp Trần trong đầu, xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Mặc dù ý nghĩ này để cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, thế nhưng là cũng chỉ có như thế, mới có thể giảng giải tình huống dưới mắt. Một kiện có thể so với ngàn văn thần khí thần hồn linh bảo, cứ như vậy phế bỏ, nhưng mà Diệp Trần cũng không có cảm thấy thất vọng, ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Phù đồ cổ tháp lại có thể thôn phệ khác thần hồn linh bảo, cường hóa tự thân, loại năng lực này, đơn giản có thể xưng biến thái. Hơn nữa, phù đồ cổ tháp thôn phệ hết 7 tầng linh lung tháp sau đó, tự thân cũng đã nhận được tăng cường. Điều này nói rõ, dù là phù đồ cổ tháp bản thân 10 phần nhỏ yếu, thế nhưng là chỉ cần có đầy đủ thần hồn linh bảo bị nó thôn phệ, như vậy phù đồ cổ tháp, tương lai sớm muộn có thể trở thành một kiện cao cấp nhất thần hồn linh bảo. Trừ cái đó ra, chủ yếu hơn chính là,
phù đồ cổ tháp có thể tạm thời khắc chế thế giới thần thụ. Vốn là, lấy phù đồ cổ tháp cường độ, nếu là thế giới thần thụ lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ, thế giới thần thụ sức mạnh, liền có khả năng đem phù đồ cổ tháp đánh vỡ. Nhưng là bây giờ, thôn phệ hết 7 tầng linh lung tháp sau đó, phù đồ cổ tháp cường độ, lần nữa lấy được tăng cường. Cho nên, Diệp Trần hoàn toàn có thể nhường thế giới thần thụ, lần nữa tiến hóa một lần, cũng không cần lo lắng hắn không cách nào khống chế trở nên mạnh mẽ thế giới thần thụ. Cái này khỏa thế giới thần thụ, bây giờ đã là Diệp Trần trong tay, mạnh nhất át chủ bài một trong. Mặc dù Diệp Trần không cách nào hoàn toàn khống chế thế giới thần thụ, nhưng mà cái này khỏa thế giới thần thụ uy lực, không thể nghi ngờ. Tiến hóa qua một lần thế giới thần thụ, không những ATK mạnh biến thái, liền phương diện khác cũng cực kỳ kỳ lạ. Dựa theo Diệp Trần biết được có liên quan thế giới thần thụ tư liệu, thế giới này thần thụ càng là trưởng thành, chỗ kia cho Diệp Trần chỗ tốt, có thể thì càng nhiều. Bởi vậy, nếu có thể mà nói, Diệp Trần hay là muốn tận khả năng nhường thế giới thần thụ tiếp tục tiến hóa. Trước đó ta sợ ta không cách nào khống chế thế giới thần thụ, bây giờ nếu là phù đồ cổ tháp có thể không ngừng tiến hóa lời nói, ta ngược lại thật ra có thể an tâm nhường thế giới thần thụ lại tiếp tục tiến hóa tiếp. Trong mật thất, Diệp Trần mặt mũi tràn đầy hưng phấn thầm nghĩ. Cái này ti hưng phấn, cũng không kéo dài quá lâu. Diệp Trần đem phù đồ cổ tháp một lần nữa thu hồi, thần sắc giá mã bên trên bình tĩnh lại. Đối với này khắc hắn mà nói, là cần gấp nhất, vẫn là đối phó Yến Vân Huyễn một chuyện. Căn cứ vào tư liệu, Yến Vân Huyễn bên người Yến tộc cao thủ, tổng cộng có 70 người nhiều, trong đó tổ thần cấp cường giả, tổng cộng 3 vị, huyền thần cấp cường giả, có người một người, trừ cái đó ra, tất cả đều là hư thần cấp cường giả, cố lực lượng này, mặc dù so sánh lại ta lúc này đủ khả năng vận dụng sức mạnh hơi mạnh một chút, nhưng nếu là mưu đồ thỏa đáng, chắc chắn có thể nhất cử đem Yến Vân Huyễn bắt lại. Trong mật thất, Diệp Trần trong đầu, không ngừng thoáng qua rất nhiều ý niệm. Đông vực vực thành nội, các tông môn thịnh hội, vẫn tại tiếp tục tiến hành. Ngoại trừ Diệp Trần bên ngoài, đến từ đông vực các đại tông môn, không ngừng toát ra chư đa thiên tài nhân vật, những thiên tài này nhân vật, mượn nhờ các tông môn thịnh hội cái bình đài này, phần lớn đại xuất danh tiếng, rất nhiều người, thậm chí xông lên đông vực phong vân bảng. Mặc dù bọn hắn tại đông vực phong vân bảng lên xếp hạng, kém xa Diệp Trần, nhưng mà chỉ cần danh liệt đông vực phong vân bảng, dù là chỉ có phút chốc, cũng có thể chứng minh thiên phú của mình, trở lại tông môn tất nhiên sẽ nhận được tốt nhất bồi dưỡng. Nghe nói hôm qua Phi Vân Tông Phi Lưu, đại chiến Vạn Vân Tông Đoàn Sư Huynh, cuối cùng vậy mà chiến thắng, tại chỗ chấn kinh tất cả mọi người. Phi Lưu thực lực, hoàn toàn chính xác xem như không tệ, bất quá đáng tiếc, lại không có thể leo lên đông vực phong vân bảng. Nguyên Thủy Tông trụ sở bên ngoài, từng bầy võ giả, tùy ý tán gẫu. Cũng không phải nói, những võ giả này tận lực chờ đợi ở đây, mà là bởi vì, Nguyên Thủy Tông trụ sở, vốn là ở vào đông vực vực thành phồn hoa nhất chỗ, cho nên bốn phía mới có nhiều như vậy võ giả. À, các ngươi mau nhìn, vừa rồi từ Nguyên Thủy Tông trụ sở bên trong đi ra, có phải hay không gần nhất danh tiếng vang dội Diệp Trần? Đột nhiên, một cái võ giả sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Thủy Tông trụ sở cửa ra vào. Bây giờ, đang có một mặt sắc bình tĩnh nam tử trẻ tuổi, chậm rãi từ trụ sở bên trong đi ra. Là hắn, ta phía trước cùng hắn từng có gặp mặt một lần, kẻ này trẻ tuổi như vậy, Nguyên Thủy Tông bên trong, trẻ tuổi như vậy võ giả, chỉ có Diệp Trần cùng Vạn Nam Sóng hai người. Rất nhanh, có người xác nhận ra thân phận của nam tử trẻ tuổi này. Xem như gần nhất tại đông vực vực thành nội, danh tiếng vang dội nhất võ giả, Diệp Trần tên, đã sớm truyền khắp toàn bộ vực thành. Bốn phía những võ giả này, nhìn thấy Diệp Trần chân thân xuất hiện, lập tức từng cái kích động không thôi. Diệp Trần đối với cái này, tự nhiên không có bất kỳ cái gì cảm xúc, quét mắt một mắt bốn phía sau đó, Diệp Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng Nguyên Thủy Tông trụ sở. Ngay sau đó, lại là hai tên võ giả, từ trụ sở bên trong đi ra. Cái này hai tên võ giả, thực lực cũng không phải quá mạnh, cũng chỉ là hai tên thánh đạo võ giả. Thánh đạo võ giả, tại Nguyên Thủy Tông trụ sở bên trong, e rằng chỉ có thể coi là người hầu các loại tồn tại. Quả nhiên, cái này hai tên võ giả, đi đến Diệp Trần trước mặt, thần thái lộ ra cực kỳ cung kính. Diệp Trần ở nơi này hai tên người hầu trên thân quét mắt một mắt, đạo các ngươi giúp ta truyền tin cho ba vị trưởng lão, ta có việc trước hết rời đi, cho nên ba vị trưởng lão quay về Nguyên Thủy Tông thời điểm, không cần chờ ta. Là, cái này hai tên người hầu, đương nhiên không dám phản đối cái gì. Nguyên Thủy Tông kim bào đệ tử, vốn là địa vị đặc thù,
Muốn chính mình hành động, căn bản không cần bị ước thúc. Thuận miệng phân phó cái này hai tên người hầu một tiếng, Diệp Trần thân ảnh nhoáng một cái, hướng về vực thành bên ngoài chạy tới. Cái kia hai tên người hầu, mong chờ nhìn xem Diệp Trần tiêu thất, thở dài một cái, quay người đi trở lại Nguyên Thủy Tông trụ sở bên trong. Lúc này, căn bản không người chú ý tới, tại bốn phía đông đảo trong võ giả, hai tên tướng mạo võ giả bình thường, lặng lẽ rời đi nơi đây. Đông vực vực thành nội, đồng dạng cấm võ giả bay thẳng đi. Diệp Trần một đường đuổi tới vực thành bên ngoài, lúc này mới triệu hồi ra thần thú tỏa cưỡi, dự định trực tiếp bay trên không bay đi. Nhưng mà, chưa chờ hắn đạp vào thần thú tỏa cưỡi trên lưng, nơi xa, một thân ảnh lại đột ngột lao đến. Diệp Trần, ngươi chờ một chút. Thanh âm quen thuộc, nhưng Diệp Trần đầu tiên là ngoài ý muốn, chợt lộ ra mặt mũi tràn đầy cười khổ thần sắc. Chậm rãi quay người, Diệp Trần ánh mắt nhìn về phía người tới. Bây giờ từ vực thành nội một đường đuổi tới nhân, bỗng nhiên chính là Trác Thanh Vận. Cùng phía trước một thân cung trang Trác Thanh Vận khác biệt, thời khắc này Trác Thanh Vận, rốt cuộc lại khôi phục nguyên lai cái kia một thân chiến giáp trang phục. Hoa! Thân ảnh trực tiếp từ đằng xa vọt tới Diệp Trần bên cạnh, Trác Thanh Vận thần sắc thanh lãnh, đạo, ngươi muốn giúp ta, cũng nên hỏi một chút ta đây chuyện gì chủ, đến cùng có cần hay không ngươi hỗ trợ a? Ngươi biết, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Diệp Trần tự mình chuẩn bị đối phó Yến Vân Huyễn sự tình, cũng không có nói cho Trác Thanh Vận. Một cái, Trác Thanh Vận biết chuyện này, cũng không có chỗ tốt gì, nói không chừng, ngược lại sẽ gây nên Yến Vân Huyễn chú ý của. Dù sao bây giờ Trác Thanh Vận cùng Yến Vân Huyễn, chính là vợ chồng chưa cưới quan hệ, Yến tộc người, càng là thời khắc dám thì lấy Trác Thanh Vận. Điểm ấy, từ trước đây Diệp Trần cùng Trác Thanh Vận gặp mặt tình huống cũng có thể thấy được, Diệp Trần vừa mới nhìn thấy Trác Thanh Vận. Yến Vân Huyễn lập tức dẫn người đuổi tới, có thể thấy được Yến Vân Huyễn đối với Trác Thanh Vận giám sát chi nghiêm ngặt. Thứ hai, nhưng là bởi vì, Diệp Trần cảm thấy, cho đến ngày nay, hắn cùng Yến Vân Huyễn ân oán giữa, đã không chỉ là bởi vì Trác Thanh Vận. Lại thêm Trác Thanh Vận cũng là vực chủ phủ người, nàng nếu là trộn lẫn đến trong chuyện này, sau này tất nhiên sẽ đụng phải Yến tộc trả thù. Nhưng mà Trác Thanh Vận bây giờ xuất hiện ở đây, hiển nhiên đã biết được Diệp Trần âm thầm thiết kế đối phó Yến Vân Huyễn một chuyện. Bất quá Trác Thanh Vận nói cũng không tệ, Diệp Trần nhằm vào Yến Vân Huyễn, hoàn toàn chính xác có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, là vì Trác Thanh Vận, đã như vậy, đương nhiên cần làm việc phía trước, hỏi thăm một chút Trác Thanh Vận, đến cùng có cần hay không hỗ trợ. Bị Trác Thanh Vận dạng này ép hỏi, trong lúc nhất thời, Diệp Trần vậy mà cảm thấy tự có chút quá mức lỗ mãng. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần đạo chuyện này thật là ta lỗ mãng rồi, đã ngươi đã biết chuyện này, vậy ta hoàn toàn chính xác cần hỏi thăm ngươi một chút. Ngươi là có hay không cần ta hỗ trợ? Nếu là ta nói không cần, ngươi sẽ còn tiếp tục nhằm vào Yến Vân Huyễn sao? Trác Thanh Vận ngữ khí lạnh lùng nói. Sẽ, Diệp Trần thần sắc kiên định nói, Yến Vân Huyễn người này, ngươi nên cũng có hiểu biết, ta tại vực chủ phủ tụ hội bên trên, chặt đứt hai cánh tay của hắn, coi như ta không tìm hắn, hắn cũng tất nhiên sẽ nhằm vào ta, cùng nhường phiền phức tìm tới cửa, chẳng bằng ta chủ động đem cái này phiền phức tiêu trừ. Đã như vậy, vậy ta có thể trả lời ngươi, Diệp Trần, ta bây giờ rất cần hỗ trợ của ngươi. Trác Thanh Vận khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, đạo, bất quá sai lầm lớn nhất của ngươi, không phải giấu giếm ta chuyện này, mà là đem ta bài xích tại kế hoạch của ngươi bên ngoài. Mỉm cười, Trác Thanh Vận thần sắc, lập tức biến vô cùng kiên định đạo, Diệp Trần, ngươi đại khái không biết, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta đã chuẩn bị, tại cùng Yến Vân Huyễn thành thân này, mạo hiểm ám sát hắn, nếu là không có cách nào giết hắn. Vậy tự ta liền tự sát, cho nên ngươi cử động lần này, kỳ thực là đã cứu ta một mạng, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Diệp Trần nhìn chằm chằm vào Trác Thanh Vận, hắn đã phát hiện, Trác Thanh Vận ánh mắt, biến vô cùng kiên định, mà không giống như là lần trước nhìn thấy Trác Thanh Vận thời điểm, Trác Thanh Vận cái kia tràn đầy trầm thấp. Lắc đầu nở nụ cười, Diệp Trần đạo, Trác cô nương, ngươi cảm thấy, chúng ta coi là bằng hữu sao? Đương nhiên tính toán, Trác Thanh Vận 10 phần dứt khoát nói. Diệp Trần đạo, nếu là bằng hữu, cái kia còn nói cái gì hỗ trợ, hơn nữa, vốn là ta còn không có nắm chắc, có thể đem Yến Vân Huyễn dẫn dụ đi ra, nhưng bây giờ có hỗ trợ của ngươi, nhất định có thể đem Yến Vân Huyễn dẫn dụ ra vực thành nội. Trác Thanh Vận hiếu kỳ nói, Yến Vân Huyễn bên cạnh có vô số Yến tộc cao thủ, ngươi định đối phó hắn thế nào? Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tiếp đó ta lại đem kế hoạch nói cho ngươi. Diệp Trần phất tay. Đem Trác Thanh Vận trực tiếp kéo theo dưới chân thần thú tỏa cưỡi phía trên,
Chợt thôi động đầu này thần thú tỏa cưỡi, đằng không mà lên. Diệp Trần cùng Trác Thanh Vận rời đi vực thành không lâu về sau, đông vực vực thành nổi, khí thế hung hăng Yến Vân Huyễn, mang theo một đám yến tộc võ giả, lao nhanh xông ra. Bọn hắn hướng về cái hướng kia đi, sắc mặt nhăn nhó Yến Vân Huyễn, đem một cái yến tộc võ giả, dẹp đi bên cạnh, hỏi thăm một phen sau đó, lấy ra một chiếc chiến thuyền, nhường đám người tiến vào chiến thuyền bên trong, thôi động chiến thuyền, hướng về Diệp Trần hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Thân là yến tộc thiếu tộc trưởng, Yến Vân Huyễn bên cạnh, có đầy đủ cao thủ bảo hộ an toàn của hắn, cho nên Yến Vân Huyễn căn bản vốn không lo lắng phía trước sẽ có cái gì mai phục. Lại thêm, lần này Yến Vân Huyễn cũng có chuẩn bị mà đến, thề phải giết Diệp Trần báo thù. Thúc giục chiến thuyền, Yến Vân Huyễn bọn người, cơ hồ chỉ dùng không đến nửa ngày thế gian, liền đuổi kịp đã cách xa vực thành ước chừng 3.000 dặm Diệp Trần hai người. Đuổi theo, cho ta giết này tên tiểu tử, còn có Trác Thanh Vận tiện nhân kia, cũng không thể buông tha. Nhìn thấy Diệp Trần hai người, Yến Vân Huyễn hai mắt lập tức lại có chút xích hồng, cả người cơ hồ lập tức cuồng táo đứng lên. Kể từ tẩu hỏa nhập ma sau đó, Yến Vân Huyễn tính cách liền trở nên cực không ổn định. Bốn phía đám người, đối với Yến Vân Huyễn loại trạng thái này, cũng sớm đã quen thuộc, nghe được Yến Vân Huyễn mệnh lệnh sau đó, lập tức xông ra chiến thuyền, hướng về phía trước Diệp Trần hai người đánh tới. Cưỡi tại thần thú tỏa cưỡi trên lưng, Diệp Trần cùng Yến Vân Huyễn hai người, thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng đuổi theo tới chiến thuyền, Diệp Trần thấp giọng nói tới, Yến Vân Huyễn quả nhiên tự mình ra tay, đây là chúng ta bắt hắn cơ hội duy nhất, bất quá ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, tại vực chủ phủ cao thủ đuổi tới phía trước, chúng ta nhất định phải ngăn trở những thứ này yến tộc cao thủ vây công. Ta không sao, ta bây giờ trên thân nắm giữ thiên mệnh nhân duyên khí vận, Yến Vân Huyễn tuyệt đối không dám tùy tiện giết ta, ngược lại là ngươi, bây giờ nguy hiểm nhất. Trác Thanh Vận vẻn vẹn nắm chặt trường thương trong tay, thần sắc cũng đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Vừa rồi, từ Diệp Trần trong miệng, Trác Thanh Vận đã biết được, Diệp Trần muốn đem Yến Vân Huyễn dẫn xuất đông vực vực thành, tiếp đó bắt Yến Vân Huyễn. Kế hoạch mặc dù đơn giản, nhưng mà dùng để đối phó Yến Vân Huyễn, lại phù hợp bất quá. Đương nhiên, muốn nhường kế hoạch trở thành sự thật, chủ yếu nhất, vẫn là muốn có đầy đủ thực lực. Bằng không, nếu là không có cách nào đem Yến Vân Huyễn bên người rất nhiều yến tộc cao thủ đè xuống, Diệp Trần kế hoạch này liền sẽ trở thành một chê cười. Mà lúc này, chính là toàn bộ kế hoạch, thời khắc mấu chốt nhất. Nếu là Diệp Trần không cách nào ngăn trở Yến Vân Huyễn bên cạnh những thứ này yến tộc cao thủ tập sát, không cách nào đợi đến vực chủ phủ những cao thủ kia đuổi tới, hắn tất cả kế hoạch vẫn là công giá tràng. Không đợi bốn phía những cái kia yến tộc cao thủ giết đến, Diệp Trần trong tay xuất hiện một cái tín phù. Cái này tín phù chính là Diệp Trần dùng để cùng vực chủ phủ cao thủ liên lạc tín phù, chắc đi về Đông An bài những cái kia vực chủ phủ cao thủ, bây giờ liền tiềm ẩn tại bốn phía, thu đến tín hiệu, bọn hắn lập tức sẽ từ tứ phía chạy tới. Ba một tiếng, cái này tín phù bị Diệp Trần trực tiếp lấy tay bóp nát. Phóng xuất ra tín hiệu, Diệp Trần đem dưới chân thần thú tỏa cưỡi, trực tiếp thu hồi, tiếp đó lấy ra quân vương thánh kiếm, hướng về phía sông tới những cái kia yến tộc võ giả, chém ra một kiếm. Tàn phế phong chi kiếm, Diệp Trần trước mặt, từng đạo giống như lá phong kiếm khí, hướng về bốn phía cuồn cuộn cuốn tới. Đã luyện thành vạn cổ thần tùy trải qua tầng thứ nhất, đỏ đá hoa cương thạch cảnh sau đó, Diệp Trần tất cả chiêu số, so với phía trước, cũng đã cường hãn không chỉ gấp mấy lần. Một chiêu này tàn phế phong chi kiếm, uy lực vốn là chỉ có thể coi là bình thường, đối với phần lớn là tinh anh thần đạo võ giả, uy hiếp cũng không lớn. Nhưng là bây giờ, một chiêu này sử dụng, Diệp Trần bốn phía, cơ hồ khắp nơi đều là bay múa lá phong kiếm khí. Nực cười, vậy mà dùng dạng này chiêu số để ngăn cản chúng ta. Một cái tu vi chỉ có thần đạo nhất trọng thiên yến tộc võ giả, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, phóng tới Diệp Trần. Có thể lấy bực này tu vi, trở thành bảo hộ Yến Vân Huyễn võ giả một trong, có thể thấy được thiên phú của người nọ mạnh. Mặc dù hắn chỉ là một tiểu hiệp hộ vệ, nhưng mà hắn lại đồng dạng nắm giữ thân là thiên tài ngạo khí. Cỗ này ngạo khí, nhưng hắn đối với Diệp Trần cái này gần nhất tại vực thành nội, đại xuất danh tiếng nhân cực không phục. Nhất là nhìn thấy Diệp Trần bây giờ thi triển ra loại này quần công thức kiếm thuật, tên võ giả này đương nhiên càng thêm khinh thường. Phốc, đối mặt Diệp Trần đánh ra tàn phế phong chi kiếm, tên võ giả này trong tay ngưng tụ ra một cỗ lực lượng pháp tắc, hung hăng một quyền đánh tới, muốn đem các loại tàn phá lá phong kiếm khí đều đánh tan.
Thế nhưng là, khi hắn đụng chạm lấy những kiếm khí này thời điểm, một màn kinh người xuất hiện. Tên võ giả này ngưng tụ lực lượng pháp tắc, tại những này tàn phế phong kiếm khí trước mặt, vậy mà trực tiếp bị cắt chém, liền tên võ giả này, thân thể cũng trực tiếp bị vô số kiếm khí xuyên qua, trực tiếp biến thành một bộ tàn phá thi thể. Thật là đáng sợ kiếm khí, người này kiếm đạo tiêu chuẩn cũng không tính quá kinh người, vì cái gì thi triển ra kiếm chiêu, uy lực vậy mà mạnh đến trình độ này. Nơi xa, một cái giữ lại thật dài râu lão giả, nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong miệng sợ hãi than nói. Bất quá, hắn biết rõ, thế gian này, vốn là có rất nhiều thiên tài nhân vật, có thể lấy thông thường chiêu số, phát huy ra uy lực kinh người. Diệp Trần có thể lấy cái tuổi này, một hơi vọt tới đông vực phong vân bảng đệ tứ ngàn tên, hắn thiên phú, đã không thể nghi ngờ. Bực thiên tài này, có thể tại thần đạo nhất trọng thiên, đánh liền ra đáng sợ như vậy kiếm chiêu, cũng không để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Lữ Phong, ngươi đi, mau chóng đem tiểu tử này cầm xuống, vừa rồi tiểu tử này bóp nát một khối tín phù, chẳng mấy chốc sẽ có viện binh của hắn đến, chúng ta muốn ở những người khác đuổi tới phía trước, kết thúc trận chiến đấu này. Tên này râu dài lão giả, ánh mắt chuyển hướng một bên một cái mập lùn võ giả. Hết tập 155.